Không có đấy, cái cho mà lại hôm nay không tỉnh đâu, cái cho mà là cái này không biết đâu, xong rồi còn có mấy thứ linh tinh. Chị em mình nó không mặc cả trong nắng này dài lắm, nó sai theo sai như theo ấy chứ là gì sai đấy, sai là bé nhất à, có hò có hò một lại có xe ép như thế này ép với về mình cũng phải ép cái này, cái lại loại này tôi cứ để trên đấy chắc là cái đống này là màu. Em chào cả nhà. Chấm giùm em mọi người nhá. Ôi cho thằng Vinti đóng 7 triệu mua tiền. Mày chơi tiền gì? Tiền đi du lịch ý. Chứ không, nó kêu nó bằng 7 triệu. Công ty cô á? Nghĩa là cả hai mẹ con đi là 7 triệu gì? À không, một cô thì được miễn. Đi công ty cho đi, nhưng cho công ty đi ấy. Thế cuối cùng có đi không? Đang suy nghĩ đến tháng đầu, tháng cuối tháng 6 đầu tháng 7 đi. Mới đăng ký thôi. Em chào cả nhà mọi người ơi, chị nào mà thấy em thì chấm giúp em. A, B, C, D, cua, em ngồi đây. Hợp lý. Này, cẩn thận. Chưa là. Đâu, bà ngồi đâu? Thế cái bên đấy ngồi đây kìa. Trượt. Bên này, tựa vào đây. Không, Quỳnh nghe em bỏ ra mấy cái. Bỏ ra mấy chiếc. Chấm chấm đi mọi người. Nhầm nhầm, cái này là 1,5 mét. Thì ở đây chỉ có 1,5 mét thì không, trong kia là 2 mét mà. Không đâu, đây, chị thấy cái trò này vẫn là 1,5 mét. Nào chấm giùm em đi các mẹ ơi. Hả? Chấm giùm em đi. Một cá thôi thì sẽ không trôi. Chị nào thấy em cho em xin một phát chấm này. Tương tác các chị nhá. Có một cái gì quần áo của Hiền. Đúng rồi, cho thôi. Có cái quần nữa. Đây, cũng chưa nào. Được chưa? Tại vì hôm nay chúng mình cũng hết chỗ rồi, chả có chỗ nào. Có mỗi cái chỗ này là cái chỗ tốt nhất rồi đấy. Chia sẻ video nào mọi người à, có, đây thì em chả bảo hôm nay em lên áo nóng luôn đi. Hứa là lên, lên là lên các chị. Lên đâu cũng được. Mọi người cho em xin dấu chấm nhá. Chia sẻ video nào, chia sẻ video em mới bán được em. Ok chưa? Chấm giúp em. Còn váy của MH em còn. Các chị thích làm cái gì trước em làm cái đấy. Sao không? Cái máy của chị giờ này chắc là nhiều cái mắt nó không hiện lên theo đúng. Cứ bập ra bập vào. Chán kinh. Mọi người cho em xin một dấu chấm để em nhìn thấy mọi người nhá. Chia sẻ video này em tặng quà mọi người. Đấy. Cảm tính nhá. Các chị yêu chia sẻ nào. Có cái váy. À có bữa em có mấy cái váy mà không thấy chị gõ cho hết hàng đấy. Tại vì hết size, hàng hết size nhưng mà chị đặt có thể hết size. Cho em xin một lần dấu chấm á. Nhá mọi người, một lần dấu chấm để em nhìn thấy mọi người. Chia sẻ video nhá các chị nhá. Tại vì cái dòng này là cái dòng có ít ấy. Mà nói thẳng với các chị nó là dòng đắt. Em làm là hàng này là đắt nha các chị. Em phải tống hết những cái hàng cũ của em liền đi đấy. Để mang cái hàng này về cho các chị không có thời gian để làm. Đến đợt tới lại có rất là nhiều hàng khác nhau nên thành ra là mình tranh thủ quá. Mình nhớ nhá, chấm giúp em đi. Chị yêu nào thấy chấm 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 ABC đồ em cái. Nào, đâu cho mọi người xem một cái áo lắng đi mọi người. Cho mọi người nhá, chia sẻ video em chốt đơn cho mình. Áo lắng đắt tiền nhá. Các chị mua áo mưa thì nó như nào thì cái dòng này là của hãng đấy á. Vì nó là chuyên áo nóng và áo mưa mà. Chuyên mưa nóng mà. Một cái thôi chưa. Đẹp lắm mọi người. Đây là chất bung mì lạnh ý. Dày lắm, nói chung là dày.
dày kinh khủng luôn, chắc là nắng đứng ngoài khóc thật đấy. Tầm này đúng là nắng thì chắc là phải đứng ngoài khóc các chị nhá. Đẹp mỹ mãn luôn. Thật sự luôn. Được chưa? Vào nhìn tay em, nhìn tác của má các chị biết rồi. À gào nắng này là 1.250.000 đồng giá nên biết. 1.200.000 đó. 1.000.000. 1.250.000 đồng thật. Được chưa? Nên là chị yêu nào hôm nay mà thấy em thì cho mình xin một cái lần dấu chấm lên đây. Chấm A, B, C, D để em mới chốt đơn được. Bởi vì mỗi cái nó chỉ có vài ba chiếc thôi. Đấy, mà em còn sợ, em còn không dám lấy nhiều size các chị. Lấy chỉ mỗi cái là tầm vài cái thôi. Gọi là chiêm ngưỡng các chị nhá. Còn lại là em đóng hết cho khách buôn, không dám bán cho các chị lẻ luôn. Bởi vì thực sự là bán này gọi là bán. Đấy, em về bao nhiêu lâu rồi mà có dám làm đâu. Có dám làm đâu. Đấy, ok chưa? Các chị yêu nhìn mã này. À, nhìn hàng này. Đấy, đẹp không? Đẹp, nói thật với các chị là gì nhỉ? Chỉ sợ không mua được ấy. Không săn được ấy. Còn nếu săn được thì sẽ là hời các chị nhá. Nên chị yêu nào thấy mình cho mình xin một dấu chấm. Cái này nói thật là thôi. Đấy, 1m65 có ngắn không á? Không, ngắn ra được. Dày lắm mọi người ạ, dày kinh khủng. Nhưng mà tại vì là u mì lạnh nên nó sẽ không nóng. À, không bị nóng nhá. U mì dày, dày lắm. Nói chung là phải bằng 3 cái áo bình thường đấy. 2-3 cái áo, áo thông thường đấy các chị. Này, đẹp thôi rồi luôn. Thật. Nhưng mà mỗi cái nó chỉ có tầm chục cái mấy nhỉ. Có cái thì được hơn một chút xíu, có một vài mát thì được hơn. Chấm lên ạ. Đấy, em ơi chị đặt hai đồng hồ lâu rồi không thấy. Chị Nương nhặt thế thì chắc hoàn rồi. Cho em xin một dấu chấm nhá. Đấy, thế thì Quỳnh nào đi. Giờ chị nào chưa mua được thì thôi hôm nay sang ở đấy đi. À, chả biết, Quỳnh đứng đây đi, xem ở đâu đi em ơi. Các chị có làm bánh này cho em đấy. Kiểm tra đơn chị nhé, ok chị, nhưng mà thôi cho nó hoàn đi chị. Hôm nay cho chị săn này. Hôm nay cho chị yêu săn này, chia sẻ đấy nhá. Cái này nó thật thề luôn. Nó sai mất lọc. Bình thường kể một đêm em có thể bán được 4-5 nghìn cái váy luôn. Được chưa? 4-5 nghìn cái không vấn đề gì. Được chưa nào? Nhưng hàng này em không dám nhá. Không dám làm nhiều cho chị lẻ luôn. Đấy. Bởi vì thực sự nó là hàng rất là đắt đó. Rất là đẹp luôn. Chỉ sợ mọi người không săn được. Vì các chị nhìn cái tag của nhà em thì là các chị đủ hiểu rồi. Mỗi một chị ở đây cho em xin một dấu chấm để em biết và em thấy tên mọi người. Đây đúng không? À, không phải là đâu, đồng hồ hôm qua không phải là em không chốt cho mọi người. Tại vì hàng ấy, nó cùng với lại cái chiếu á. Các bạn không có thời gian để gọi luôn. Mới chỉ gọi được 1-2-3 chị thôi. Thì ngày mai bên em sẽ gọi tiếp cho mình. Được chưa? Đấy, chị yêu nào được thì được nhá. Coi lại câu đầu like đi. Có những cái mã gì cho tặng đồ đó, có mấy cái rồi đúng không? Không có thời gian chốt thôi, chị nào được thì được đi. Không có lại bài là gì nhỉ? À đúng rồi, bây giờ em lên đấy, đẹp lắm. Đây. Đây là dành cho những chị em có tiền. Nhìn này, nhìn cáo. Đẹp chưa? Dành cho chị em có tiền này. Nói rõ luôn nhé. Dành cho những chị có tiền, có điều kiện và biết gọi là gì, yêu bản thân. Em cảm ơn chị Minh Tài càng ngày càng già. Nhưng chứ không có càng ngày càng xinh đâu. Càng ngày càng già rồi vì làm sao 35 tuổi, 36, 35, 36 tuổi rồi thì làm sao mà trẻ được nữa. Bây giờ chỉ có 25, 18, đôi mươi mới trẻ thôi. Chứ còn tầm chị em mình 30, 35 rồi. À nhầm, không phải 30, 35 mà 35, 36 rồi thì chả bao giờ còn trẻ nữa rồi. Nên là thôi, được đến đâu hưởng đến đấy đi các chị. Cứ xin hay không biết. Nhưng mà gì, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ có trẻ sống làm sao. Cứ để cười, nhe răng suốt ngày là được. Kệ chứ. Nào, em chơi lớn nhá. Nhanh rồi, đúng rồi. Không mua là tích lắm, đúng rồi, chính ngang luôn. Chị nhận được hai cái váy của nhà em rồi, chất như nước cấp mà giá lại rẻ quá. Cảm ơn em, chúc em muôn bay mắn đắt. Em cảm ơn chị Nguyễn Luyến và vá sướng cái em ăn. Nghe cái câu chúc sướng ở tai. Này cho tặng chị đấy, hôm qua có, đúng rồi. Không phải em không chốt ạ, mà bởi vì là đơn hàng nhiều quá. Mọi người thông cảm nhá. Thế yeah. Nhiều chị không được, chưa được chốt đồng hồ, không sao đâu. Tại vì bây giờ em cũng có thời gian để cho em cứ dơ nhá. Chị nào được thì được, mà không được thôi, bởi vì nó cũng là vừa làm vừa cho mà. Được chưa? Không chọn được mẫu đâu các chị. Bởi vì thật ra là tất cả những cái mẫu mà em đã bán cho các chị nó thì nó còn lẻ một cái hai cái thôi. Đấy, nó còn lẻ một cái hai cái thì em phải cho tặng nốt cho các chị. Đây gọi là đồng hồ siêu trúng nước để các mã hôm qua để ngày mai các bạn chốt đơn nhé. Tại vì đơn đồng hồ em chưa chốt được mấy, Quỳnh nhớ để ý. Đơn đồng hồ em đã chốt được mấy đâu. Gần như là chưa chốt được ấy. Em ra tặng cho các chị nào chia sẻ cho em liền với giá là 199.000 đồng nốt thôi nhá. Ghi cho em là gì? Đồng hồ siêu chống nước và kèm số tặng. Em cho mọi người 199 siêu chống nước. Ừ. Em trẻ mà già lắm rồi các chị. Già nó cười nhăn hết cả mắt rồi. Mà bọn em bán online nó nhiều, uống nước ít.
xong lại vất vả đúng không chị? Đêm thì cày đến tận 11, 12 giờ đêm, ban ngày thì hàng hóa liên miên, mà nhìn thì tưởng là sướng thôi chứ thật ra là chả sướng. Bởi vì sao? Bán hàng ấy là không phải tiền 1, 2, 300 triệu đâu, mà nói thật với các chị, nói chắc có ở đây có chị không tin, có khi mình đổ ra vài tỷ nhưng mà nó đang trên đường đi giải các chị đấy. Xong rồi lâu nó mới bắt đầu nó quay về cho một vài đồng thôi. Đấy, gần như chồng em cứ bảo là gì, em làm cái nghề gọi là gì nhỉ, thả gà nó đuổi ấy. Đấy, khi nói vui với nhau thôi, còn nói chung là làm nghề nào mỗi người mỗi nghề, sống mỗi nghề khác nhau. Đấy. Video trên mạng là đồng hồ siêu trong nước. Video trên là đồng hồ siêu trong nước, em chỉ có mấy cái thôi nhá, tại vì hôm nay đơn, em nói thật là nếu chị vào được chốt thì được, mà không được thì cũng thông cảm. Video trên là đồng hồ siêu trong nước. Đấy. Đồng hồ siêu trong nước trên chị thơm. Chồng em bảo là gì nhỉ? Cái nghề gọi là cái nghề thả gà nó đuổi ạ. Đấy, lúc đi thì thả con gà rất là to béo vật vã, khi quay về thì con gà không nhìn thấy lông cái cánh, có con thì chết rụi rồi. Các chị biết chết rụi là gì không? Bởi vì có những kiện hàng về không thấy xác đâu nữa. Đấy, có những kiện hàng về thì bị cháo à, có những kiện hàng về thì ba cái chỉ còn hai. Đấy thì chồng em bảo là thả gà ra đuổi. Gà đi thì gọi là mỡ màng đẹp. Đấy, khi gà về thì tan tành luôn. Gọi như kiểu con gà chết to ấy các chị. Khổ lắm. Thế nên là cũng đau đầu lắm các chị ạ, à? Không phải đơn giản đâu. Thế nên là già nhanh nó cũng là một chuyện rất là bình thường. Nhưng mà vẫn được khen trẻ là được rồi, vẫn là sướng. Nếu năm em mãng là đồng hồ sẽ chống nước cần số điện thoại ạ. Tuổi 3 năm này chỉ có đàn ông là càng ngày càng trẻ thôi, chị em phụ nữ mình càng ngày càng già thôi các chị. Rồi, chốt đơn cho em mãng là gì? Đồng hồ siêu chống nước nhá. Chị nào muốn mua tặng người thân, tặng bạn bè, tặng ai thì tặng. Hôm nay em sẽ co bớt cái người tương tác, bán chủ yếu cho khách VIP thôi. Được không ạ? Đấy, bán chủ yếu khách VIP thôi nhá, bởi vì là chống nắng này em không muốn lan tỏa video rộng rãi đâu. Thế nên là chị yêu nào được thì được ạ. Để cho không được cũng phải chịu. Và đặc biệt là hàng của MH Mango. Em bán cũng quá nhiều rồi, hôm nay chỉ còn số lượng lẻ thôi, chị nào chưa săn được thì tí em bán cho mình 149.000 đồng một chiếc nhá. Và video này em chỉ bán cho những chị nào gì ạ? Mà hiện tại ở đây đang được nhìn thấy thôi. Nghĩa là các chị có sự tương tác với cùng em. Còn bình thường là không nhá. Chốt đơn cho em đây. Đây là thẻ bảo hành. Nếu mà có vấn đề gì các chị cứ báo bên em, bên em sẽ đổ trả cho các chị ạ. Được chưa? Đổ trả cho các chị nếu như bị vào nước, bị hấp hơi hoặc chết máy. Đồng hồ chị Mai Hoàng. Nhưng là như cái nào mà nó bật ra rồi thì các chị chịu khó cho em Huyền là sao? Ra thay pin có thể là có những cái đồng hồ này nó ở trong hãng người ta gì nhỉ? Chạy ra ấy, để treo chạy mẫu ấy. Đấy nên là nó sẽ chạy pin lâu rồi ấy, thì nó có thể là sẽ hết pin. Nhưng mà mình cứ kiểm tra đi, nếu mà còn không thích không hài lòng thì mình trả lại em không sao. Được chưa? Không sao cả. Biết sao có chị thích? Ghi cho em mã là đồng hồ siêu chống nước kèm số điện thoại. Ghi cho em là đồng hồ siêu chống nước và em tặng em tri ân các chị ạ, 199.000 siêu chống nước. Đấy. Chốt đơn cho các chị 199.000 đồng. Được chưa? Đấy, nay chốt được một cái áo chống nắng. Áo chống nắng này là áo chống nắng đặc biệt nhé. Nói chung là chỉ dành cho các chị có tiền thôi. Đấy. Nhà chống nắng là em chỉ có mấy mã thôi đúng không Quỳnh? Chỉ có mấy mã áo chống nắng thôi đúng không? Ít lắm. Rồi, chốt đơn cho em đấy. Em chỉ có mấy mã. Hết lam rồi đúng không? Hết sạch lam. Hết sạch lam thì đây chị nào được cái nào thì sướng đấy. Đấy đồng hồ này là dòng siêu chống nước, có một vài cái của bé nữa. Đây này. Cái này là con cứ gọi là tắm giặt thoải mái, tiệt ga cho đi bơi thoải mái các chị nhá. Bây giờ vào năm học mới rồi là các con là đi học ấy. Đấy, là cần phải biết giờ giấc là một này. Vừa đeo thời trang rồi vừa giờ giấc mà làm thế nào để đảm bảo được là khi con chạy nhảy rồi là giờ ra chơi rửa tay thoải mái mà không hề sao. Về nhà con có thể đeo mà hoàn toàn tắm giặt mà không cần phải lo vấn đề về chết nước, chết do nước nha các chị. Thì cái này nhà em hiện tặng nốt cho các chị 199. Cái này em nhập vào nó là 245.000. Đấy, em nhập vào là 245 rồi này. Mà đây này bảo em săn sale nhé, em báo cho các chị đấy. Được chưa? Chốt đơn cho em mã hàng là gì? Đồng hồ siêu chống nước kèm đồng hồ siêu chống nước và kèm số thoại qua nhé các chị nhé. Thế thôi, em chỉ có mấy cá thôi, tại vì nó cũng không có nhiều đâu. Qua đồng báo hồ siêu ngọc bùi. Đúng rồi, ghi lên đâu cho em mã hàng là gì? Đồng hồ siêu chống nước. Đồng hồ siêu chống nước và kèm số tại em lên luôn năm thì chống nắng cho các chị nữa. Xong rồi là tí nữa em sẽ sale váy của gì? MH Mango cho các chị nhá. Đấy, bà gái em mà không có hay là cho các chị bán này đâu đi. Thôi nhỉ, còn mấy cái kính này, còn mấy cái kính này, em tặng nó cho các chị nhá. Thôi chị ân đi. Nay mai bắt đầu đi biển rồi. Nay mai bắt đầu đi biển rồi. Thì thôi, đồng hồ này của nhà em Huyền tao nhầm. À, kính này của nhà mình là chống tiêu UV các chị nhá. Chị vừa nhận được 3 bộ quần áo rồi, vừa và đẹp tuyệt vời, em cảm ơn chị yêu. Ghi đúng là đồng hồ siêu chống nước cơ, còn nếu không em không chốt đơn đâu. Tại vì nó cùng cái mã của hôm qua, mà mã hôm qua bên em chưa chốt đơn. Và cái này chỉ áp dụng cho khách chia sẻ thôi. Đấy, đây là mã hàng cho mình là gì nhá? Đồng hồ siêu chống nước kèm số điện thoại. Ok. À, mã này là
tặng kính ạ. Tặng kính chống tia UV nhá, chống nắng, chống tia UV và các chị đi biển cho em đẹp luôn. Mùa này thì các chị cứ lên đeo vào, bởi vì là nắng chó chang ấy các chị. Nắng kinh khủng như thế này, nắng kinh điển như thế này thì các chị lên đeo, bởi vì nó sẽ đỡ bị hạt cho mắt đấy. Đấy. Vì đồng có chị đinh hồng vậy. Có những chị không cần đọc đâu em ơi, những cái mã này chắc thì đặt cũng đã có tên mà chốt làm gì. Đấy. Các chị đeo cái này cho em Huyền là sướng nhất, bởi vì là sao, đi biển ít nhất là để gọi là selfie được một cái cũng được các chị. Em tặng nốt cho các chị nhá. Vừa bán vừa cho vừa tặng một lỗ luôn. Bao nhiêu nhỉ? Chị mới nhận được kính đồng hồ nhà em, chị mừng lắm. Giờ tủ váy của tủ váy của nhà em rồi hay là tủ váy là gì? Không hiểu luôn. Đầy tủ váy nhà em. À đầy tủ váy nhà em rồi hả? Rồi mã nào cho miền là gì nhỉ? Tặng kính. Kính ạ. Được chưa? Chống tia UV, chống tia cực tím cho các chị nhá. Đeo vào các chị đỡ bị hại mắt đấy. Bởi vì là cứ tầm gọi là mắt mình mà nó mắt mờ mờ là các chị mà đi mà trời nắng cứ để nó vào nhiều nó cũng không tốt đâu. Em sẽ cho nó cho các chị 99.000 đồng một cái. Được chưa? 99.000 đồng chốt đơn cho em á. Tặng kính và kèm số điện thoại. Tặng kính và kèm số điện thoại cho luôn nhá. Được chưa? 99.000 đồng không đẹp cho hoàn hàng mà. Không cần phải lo. Riêng nhà ai chứ nhà Huyền Lộc bán hàng lại chơi máu trời nữa. Không chọn mẫu đâu các chị ơi, bởi vì nó cũng chỉ có thế. Đây. Bạn này các chị mua chơi nhưng nó phải tầm khoảng 400-500 nghìn đấy. 400-500 nghìn đồng em chốt nốt cho các chị yêu nhá. Nên đâu cho em hàng là gì? Tặng kính và kèm số điện thoại. Thôi nhanh thôi. 99.000 đồng. Trời ơi, nay mai các chị đi biển mua một cái 99.000 đồng. Về chỉ cần ra biển selfie một cái vẫn sướng các chị, vẫn lời. Thật mà. Đấy, chốt đơn cho em tặng kính 99.000 đồng một chiếc. Đấy, bác nào mà muốn tặng cho chị dâu, em gái, em trai, em dâu rồi là ai đấy thì các chị cứ lên đơn cho em liền. Được chưa? Cùng gửi một đơn hàng cho các chị luôn. Tiện, rẻ cước các chị. Riêng quần áo thì nhà em Huyền dễ lắm. Cước cứ đồng giá 33.000. Đấy, nhiều hẳn lên nhé. Gọi là 3.000 lên. Đấy, thì bên em mới lấy lên 35.000 là cùng thôi. Đấy, không có sản phẩm riêng quần áo, kính với lại các thứ là cứ gọi là các chị có lấy bao nhiêu thì lấy. Được chưa? Vẫn 33.000 thì cước. 1-2 ngày là các chị nhận được hết nhá. Chốt đơn cho em hàng là gì? Tặng kính. Nào, em chốt luôn tặng kính cho các chị đi. Tặng kính cho chị Lý Nguyễn. Chị là Đinh. Chị nào được thì được nhá. Chị 9.000 đấy mà các chị. Chị 9.000 đấy mà. Cố mà mua. Được chưa? Chị nào mà chị theo em ý, có một sự thông minh tuyệt vời. Đấy chính chị là các chị giữ lại cái này để nguyên trong hộp cho em Huyền. Chị tặng kính cho nhưng cũng có nhiều hộp vỡ đúng không? Bọn em sẽ gửi cho các chị những cái hộp nào đẹp nhất. Được chưa? Để các chị mang về các chị cố gắng giữ để nguyên trong tủ ấy. Ví dụ như là mùa tặng sinh nhật này, tặng ngày các ngày của các thầy cô giáo này là các chị tặng cho mình, vừa tiết kiệm vừa không sợ gì ạ, rộng chật các chị nhá, mà lại đẹp. Được chưa? Bởi vì những cái kính như thế này các chị cứ mua, cứ xác định là 400.000 đồng. Tặng kính cho chị Nguyễn Thị Hoài. Em cái này là sân sale ạ. Được chưa? Tốt đơn cho em á là tặng kính và kèm số thôi. Được chưa? 99.000 đồng một cái cho luôn. Nào, đây cái máy em đang mặc trước nhỉ. Hai máy này thì là của hãng nhá các chị nhá, hàng hãng. Nó lớn luôn đấy, nó đắt đấy các chị, không rẻ đâu. Nó rơi vào, kìa, chị cho nó vào. Đây là đẹp lắm, nói chung là toàn những cái mẫu đỉnh thôi. Đỉnh lắm, nói chung là hàng đẹp mà. Thế đúng nhá, các chị nhá. Đúng cú pháp là tặng kính và kèm số thôi. 99, có. Nào bây giờ em tặng cho các chị ăn một cái mã này đi. Chị ăn một cái mã này nhá. Có cái này vừa nãy cũng thấy có cái màu trắng này. Một chiếc cả mặt đen. Có đây, màu trắng này. Ừ đấy. Đây này, cái này giống em này, các chị này. Không một lúc nào tháo ra nhé các chị. Tắm giặt thoải mái, giặt đồ cho con vô sự tư. Em thì em không phải giặt đồ bởi vì là có người giặt rồi. Em cũng chẳng phải giặt. Đấy, kể cả những quần áo trắng này cũng không phải động đến. Nhưng ví dụ như tắm cho con em vẫn là tự thân tắm cho con. Đấy, mà tắm như em còn thử cả nước nóng nước ấm vào mà không hề bị làm sao, không chết một giây nào. Không chậm nó một giây một giờ luôn. Nên là đồng hồ thì người sướng cực. À, cái giá này cũng là cái giá Apple Watch đấy. Đấy, đeo như này. Để cho tay mình đến đâu mình điều chỉnh này, các chị sướng cực nha. Cái này không còn đâu, chắc là chỉ còn một cái này thôi. Một hai cái gì đấy. Đây, về các chị điều chỉnh cái này không phải đi cắt dây. Tạm kính cho chị Phạm Kim Lệ. 199.000. Cứ gọi là tắm thật đi bơi thoải mái, chốt đúng cú pháp nhá. Là đồng hồ siêu chống nước và kèm số thoại đúng. Nhờ vì sao em phải đọc cái cú pháp như thế? Bởi vì là gì, đồng hồ nhà em Huyền là cho các chị đi bơi, đi tắm, đi giặt quần áo, giặt quần áo trong vòng khoảng 3 tiếng đồng hồ. Được chưa? Chỉ ngồi giặt thôi, nước thoải mái, không có sao. Đấy, em chỉ có mấy cái. Mà tất cả các mã đồng hồ của nhà Huyền là siêu chống nước các chị nhá. Ghi đúng cho em là gì? Đồng hồ siêu chống nước và kèm số thoại. Đấy chưa? Chị Nam Nguyễn ghi cho em Huyền là gì? Xử lý đơn hàng, kèm số thoại và cố gắng đừng để xử lý đơn hàng. Được chưa? Tự nhiên các chị mất thời gian.
em vừa làm em vừa chân các chị thôi. Là cái mã em đang mặc. Thôi cho lốt đi nhá, 149.000 đồng lốt. Có sai không hả Quỳnh? M có 6 cái kìa. Em có MLXL 2XL. Được chưa? M MLXL 2XL. Em đang mặc là M đấy các chị. Thật luôn. Đấy em mặc cái bộ ngủ cơ. Thế nhưng mà sợ các chị có hỏi mình mất thời gian trả lời nên mặc luôn bừa một cái mà bây giờ thi nhau hả? Chút đo cho em hàng này là gì? Thôi tặng các chị V24 và kèm số tạo 149.000 đồng nhá. Nhớ là chia sẻ video. Được chưa? V24 và kèm số tạo cho em liền này. 149.000, ta xem nào, cho một cái váy, xong là cái này bao tiền. Em lấy em bảo giữ cái này nên mặc đi. Rút mè bác luôn rồi các chị. 725.000 đồng hàng của MH Mango. Nhớ là chia sẻ video em một chốt đơn được cho mình đi nhá. Không lại bảo em là thế này thế kia. Cái gì đúng cú pháp là đồng hồ siêu chữ nước. Thiếu chữ nào không thiếu chữ đấy. Đây này, hàng toàn bộ hàng hiệu cho các chị này. Được chưa? À, em cắt lên này. Mặc sướng cực. Đấy, bác nhá. Đấy, ok chưa bà, váy này là váy 2 lớp hết. Cúc luôn đấy. 2 lớp này các chị. Được chưa? Tất cả 2 lớp toàn thân luôn. Chốt đơn cho em hàng là gì? V24 ạ. Em có MLXL. M cái này của mã này ý là nó hơi rộng nhá. M cái này là dành cho các chị từ 47 đến 54 cân đấy. Nên là các chị lưu ý cho em. Để cho không phải là M dòng S đâu. Tại vì đợt này em không có cái size S nên em phải mặc cái size M. Rồi mã là cho em là gì? V24 cô tự giúp hàng nhá. V24 xe Lan Quỳnh. Là không nhân đâu. Trương Nguyễn Vân. Mà mặc mắt. Size XL. Không sai luôn nhá. S MLXL 2X ạ. MLXL 2X. Em tặng nốt. Hàng 2 lớp luôn các chị yên tâm. Được chưa? Có chống nắng đây em này lên cho các chị một mã chống nắng luôn. Nên luôn mã chống nắng. À chị nào không chia sẻ em không chốt đơn đâu nhá. Kiểm sao mà bởi vì hàng chống nắng này nó tận mấy triệu cơ. Không phải, không đùa như thật. Bao nhiêu nhỉ Quỳnh? Đây. Nó rơi vào chắc là hơn 1 cân nhỉ. Bằng một cái chiếu điều hòa các chị hiểu không? Bằng một cái chiếu điều hòa đấy, không phải đùa đâu. Đó, nghĩa là nó rơi vào tầm với như là nó thông thường. Không có cân ở đây nhỉ, cân mình để trên kia đúng không? Về không thường nó chỉ rơi vào tầm khoảng 5-6 lạng thôi. 3-4 lạng thôi, cái này của em gấp đôi gấp 3 luôn. Đấy, với những cái size 2XL nó rơi vào tầm khoảng 1 cân 2. Nhưng siêu mát nha các chị. Cả em hiểu không? 24XL chị Thanh Thanh. Em không biết là bao tiền. Kèm mã, kèm size của chị em ạ. Ở 1.250.000 đồng đấy. Nhá, chuẩn bị tinh thần chia sẻ thôi, em phải chốt được mấy chị. Đây, các chị nhìn đây này. Hàng lên sơn xe không ạ? Đây, có mỗi M, L cái mã hàng này này. Đấy, được 20 con size M và 16 con size L. Thì các chị biết nhà em hiền chốt hàng như thế nào rồi đấy. Không thích chốt thôi, chị chốt rồi. Có 20 con đấy không? 20 cộng với 3. 20 cộng 3 này. Size M và L có 16 con sân sale mà đây. Em hiểu là chuyên sân sale mà các chị nhìn cái tang này các chị biết là hàng xịn như nào rồi, chỉ sợ không mua thôi. Nhìn cái tang là biết hàng rồi. Size L chưa hệ hoa. Đấy. Có những cái hãng mà bên em chỉ cần các chị nhìn cái tang không biết là sản phẩm gì, chỉ cần mua được là sướng. Đấy, nói rõ là quan điểm luôn. Mã này xem là V24 kiểu số điện thoại ạ. Mã gì? V24 còn sao gì đấy? Em còn MLXL và 2XL. MLXL và 2XL 149.000 đồng váy hả? 2X cho chị Hồng Chiến. Vậy này có giá 725, những đồ há này nó có giá lên ít mà các chị. Đấy. Nên đúng pháp nha, không có pháp là không chốt đơn được đâu nha. Nhiều chị không chia sẻ không kịp. Để ắt lại chế độ chia sẻ nha. Kèm mã, kèm số, kèm size, kèm số thoại chứ cùng một dòng giúp em vậy ạ. Mã và kèm size, kèm số thoại, hai lớp. Có tự nhiên mất nhỉ. Kèm size, kèm số thoại nha, chia sẻ video. Có size M chị Ngọc Trang. Mà là XL, 2XL. Chốt đơn là cho các chị một mã váy nữa đi mà. Chị ơi còn kính Ngọc Kính vừa tặng đấy, ghi cho em tặng kính và kèm số thoại. Đấy. Có bao nhiêu hôm nay bán có bao nhiêu? Ừ, nó có 9.000 thôi. Vừa làm vừa cho đó các chị. Hay là tí nữa làm rồi được thôi. Tại vì không tiện thay đồ đâu có chị. V4 size L cho Ngô Phương Hà. 2X cho Dương Thu Đạo. Size M cho Nguyễn Mai Loan. Size 2X cho Dương Nguyễn. Giá này là giá dài các chị nhá, giá dài đấy. Nha chị nào muốn mặc đi biển này. Đoàn út, váy này mình mới nhận được vài đẹp yêu. Ok lắm, em cảm ơn chị Đoàn ít út này. Đây. Những cái feedback gọi là không thể gọi là tìm được câu nào mà cặn cứ là được luôn như sự yêu thương luôn. Đấy. Đây là V, em đang mặc là V. V24 ạ. V24 còn gì đấy? V24. Hai cái size L à? Hai cái size L. Một cái size M, hai cái size L và hai cái size XL. Đấy, chị yêu nào lấy chốt đơn cho em mã là gì? V24 ạ.
MLXL còn một chiếc thôi nhá. 24LXL chứ hình Nguyễn Dung. Ok, hết size. À, còn một L, còn một L V24. V24 xe M chứ Big Love. Mình nhận được rồi, chất đẹp form đẹp em cảm ơn chị Hiền Nguyễn đấy. Mọi người. Chỉ còn LXL và 2X thôi ạ. Em chỉ còn LXL và 2X thôi. Nhá, mã em đang mặc là V24. V24. Chốt đơn kèm mã hàng và kèm số thoại chia sẻ video nhá. Đúng rồi. Nhận được chỉ có đỉnh thôi. Em chỉ còn một cái xe L. V24 xe XL chị Mai Lê. Em chỉ còn LXL XL chị Lưu Thị Bình. Em chỉ còn LXL 2XL thôi. Em đang mặc này. Em còn giúp tác luôn để xe L chị Phan Thị Thanh Bình. Giúp tác luôn. Xe XL chị Thúy Mai. Tác luôn. V24 chuẩn XL và 2X thôi. Em chỉ còn XL và 2X thôi. Kèm mã hàng và kèm số thoại. Đúng đây. Em đi thay cho các chị cái mã này nhá. Cố gắng rằng đây là mã hàng gì đây quý. V5 ạ. V5. Như đơn cho em mã là V5 kèm số điện thoại. Và em đang mặc còn hai cái size 2X à? Hai cái size 2X và bốn cái size LXL đó thôi là hết sạch nhá. Chị nào lấy chốt nhanh cho em V24. Cố gắng mua được 5-6 cái cho em. Đấy. À, đây. Chốt đơn cho em mã này là gì nữa? V5 ạ. V5. Chị mang đây, chị nào V5 này nghe em nhá. Không là lại hối hận mà màu đẹp lắm đây này. Ok chưa? Chốt đơn cho em mã V5 em mặc mẫu cho mình luôn cho máu. V24 size 2X chị Nguyễn Tuệ. V5 em có size M, L, XL, 2X và 3X ạ. V24 em chỉ còn size XL và 2X ạ. V24 xe XL cho anh Vũ. Cô cứ để còn chị ơi, mang lên mua cái một cọc thôi. À, cái này hết size M còn duy nhất một cái à? Thôi size M là em không bán đâu nhá. Duy nhất một chiếc thôi đúng không? Duy nhất một cái, size M em giữ lại rồi. Nên các chị đừng lấy nữa, M cái này nó chỉ bằng S thôi. S, M, L, XL. Được chưa? Giá dài này này. Hai lớp thân từ trên xuống dưới luôn. Bao đẹp. Cái này không xem mà không bán nhé. Cho Yến Nguyễn. Chốt đơn cho em á, này là V5 ạ. V5. Nghe em, chỉ nào khách hàng VIP cố gắng mà xài, cố gắng mà mua 149.000 nó không to tát gì. Nhưng các chị đảm bảo là mặc lên đẹp cực kỳ, form đẹp lắm. Cái này có ít nha các chị ơi. V5 còn size L, XL, 2X và 3X. Em mặc 1-2 mẫu cho chị nhìn thấy thôi nhá. Đấy, sau rồi em cứ dơ thôi, các chị cứ yên tâm. Đây là cửa hàng của Hatman Go đấy. Một năm mới được làm một lần thôi. V5 xe XL chứ Nguyễn Vân. Nhiều chị không chia sẻ lắm, bởi vì mua 149.000 đồng, không chia sẻ là không tốt đâu. Kèm xa, kèm số điện thoại trên cùng một dòng của Duy em vậy ạ. Sao làm tốt lắm luôn đấy chính. Sau tí em sẽ bán cho chị váy mà, bởi vì hôm nay em cũng phải bán nốt cái váy còn lại. V5 xe 3X chứ Nguyễn Vân. Ok, cả 3X rồi. Ờ, cái này còn cả 3X đấy. Thế thì là nó sẽ là giống như cái kiểu làm full size cho chị luôn. Mở là XL, 2XL, 3XL. V5 xe 3X chị Đàm Lan Hương. Ồ, thế thì các chị sướng nhé. Đấy, hàng của hãng. Ngày trước em không dám làm đâu. Cái này nó chỉ có mít. Xe L chị Tâm Ngô. Xe XL chị Khương Trần. Xe L chị Như Hoa. Chả có chỗ mà đứng cơ chị ạ. Quay em đứng ngay bên cạnh chả nhất là quay đang về đằng này thì sẽ là cái bàn thờ. Nó không có tiền. Thế cho dáng dài đi ạ. Giá maxi mà không tới. Em là nó đến cho góc chân dưới. V5 xe L chị Lê Hồng. V5 149. Xe 2 chị Nguyễn Vân. Chị Lê Thị Dương mình nhận được 3 váy của nhà Huyền rồi. Mà đứng con phải ok mát cực. Phải nhẹ nhàng không cần là luật gì. Thế chốt đơn đúng mà nhá. V5 xe 3 chị Thúy Vũ. Xe L chị Lê Hoa. Xe 3 chị Thắm Hoàng. 2X cho Phương Trần. Còn LXL LXL, 2XL, 3XL các chị. 2X cho Đẹp Trần. 2X cho Hà Lương. XL cho Nguyễn Thị Mỹ. V5 2X cho Đào Thủy. Chị mới nhận được 2 cái đẹp. Mà một cái là bị nhầm sao không vừa. Hôm nay chị yêu xăm đi. Xăm đi thôi, 149.000 mà. Xe 3X cho Đặng Thị Hương. Bỏ không bỏ, không có chỗ bỏ. Ôi dồi ôi, bọn em có đâu. Nhìn mặt Quỳnh Mai ngồi co ro cúm cúm như kiểu là con mèo bị gọi là gì nhỉ, bị xích lại rồi này. Làm gì còn chỗ đâu. Đây là má hàng tên gì lắm. V5 ạ. V5. Bây giờ cô cho cháu hai má váy đi, sau rồi cháu còn sang V5 xe L cho cô chủ tuổi dần.
Size L chứ quý. Em ra chọn cho nó chia hai má đẹp nữa. 2X cho Hồng Chiên, 2X cho Phương Lan. Mẫu xanh này còn ở đâu đấy? Cô được cái mẫu này nhìn thấy nhá. Nhìn thấy mẫu này. Nên đơn trên mã là V5 một kiểm số điện thoại ạ. V5 sai. Cái này có sai gì không? Cái có sai gì? L, tao cái này. Đẹp quá. Có sai gì? Chị Vân Anh à? Nhìn ta ta xem có sai gì. Đấy. Chị mang cái đấy ra đây. Rồi, cái này dồn lại cho em đi. V5 sai L cho lành lê. Cái này là đúng hay không đúng hả Quỳnh? Thôi chị ném vào đây đi, chị ném vào đây cho chị chuẩn bị cho em luôn một mã tiếp. Em cái này có mở lời XL. Nhớ nhá, không có ở đâu bởi vì do không tiền đấy. Yên tâm đi. Chị sợ em không mua được thôi, đây là mã là gì? Cái này là giống như là ML là về chuẩn ML đấy. Bởi vì cái này nó có SML, XL. Được chưa? Đấy. Ví dụ SML, XL, 2XL, 3XL. Nhưng mà tại vì em không lấy xe S. Lấy xe S là em tồn. Em không lấy cả 3X cơ. Nhưng mà không biết sao vẫn có 3X ở đây. Chị Nguyễn Thiện, chị nhận được V5 rồi. Mặc chuẩn vào đây luôn. Đây là V mấy? V13. Đã thấy sao nhận được rồi đấy. Em bán 4.000 cái mà. 4.000 cái có mẫu mà. Đây là V3. Có sai. V13 của... V13. Đây này. ML, 2X. ML là có mỗi cái. ML và 2X thôi. Bao đẹp nhá. Cố mà mua. Thật đấy. Hàng 2 lớp mà. Đằng sau thì có chữ V13. ML, 2X. L có một cái thôi không ạ? ML và 2X thôi. L còn có một chiếc thôi. L có một chiếc thôi. L có một cái thôi. Đây này, các bạn đi ngoài này. Nào có một chiếc thôi, tặng được rồi. ML và 2X à? Ủa, chúc mừng các chị nhé. ML và 2X, cố gắng mà nhanh ạ. Kẻ mã và kẻ số tài không chia sẻ, không chốt đơn đâu. Tại vì săn sale rồi. V5 xe L chứ Nguyễn Thanh Nhàn. V5 xe XL chứ Nguyễn Thị Thơm. Chị Bình Minh nhỉ. Thật ra tôi nhìn ảnh đại diện thì giống là cô nhưng không biết có phải không. Nhưng mà gì, mới nhận được một... mới nhận được mỗi 11 cái váy của nhà Huyền, chuẩn không cần chỉnh luôn. Em cảm ơn. Đấy, 11 cái váy nhá. Tại vì cái like hôm đấy các chị nhìn rồi, cho người biết rồi. 10.000 con mình. Thì Thanh Bình Đỗ. Nên là không phải chị nào cũng mua được ấy. Mà bọn em nghĩa là chốt đơn 2 ngày la liệt chán quá. Sau nhân viên bảo là chị ơi, giờ có khi hỏi khách còn chả nhớ mã nào ấy, nó xóa đơn. Mà em lại nhận lại các đơn khác. Chứ không là không còn hàng luôn thật. Thật sự luôn, nếu chị nào xem cái like hôm đấy là các chị biết. Đấy, chốt đơn cho em mã này là V13. L thì chỉ còn M và 2X. Em còn M và 2X. Lên đơn cho em còn chị size M nhá. M cái này là của nhóm Miền là dành cho các chị từ 47 cân cho đến 51, 52 cân với cái mã này. V13 size M cho tím pha lê. Năm nay là 34 cân nhỉ. Chỉ còn M và 2X thôi ạ. Mã V13. V10. Cô nhá, đặt nó lên đây. Tại vì hết size rồi nhá. Bây giờ là em bán nó lẻ. V13 size 2X cho Nguyễn Thanh Hoa. Lên đâu cho em á là V13. V13. Để chờ V13 và kèm số thôi. Có sai gì? M và 2X nhá. Chị cũng nhận được 6 cái đẹp lắm đấy. Chị My. Các chị nhìn toàn khách hàng lấy có phải 1-2 cái. Đẹp mê linh, cái màu này đẹp này. Là có sai. Đây. Không có sai. Có mỗi L, XL và 2X à. L có một chiếc à. Đấy, lẻ hết rồi các chị. Nó là đẹp lắm. Nhanh 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 vào sang xuống. Mặc rồi. Chả là mặc đâu lắm. Hà Nhị Huyền như nào các chị biết thường. Em không làm, không làm nó phải đỉnh. V13 chị còn M và 2X chưa? V13 chị M chị Vân Nguyễn. Đây M chị Hảo Nguyễn. V13 2X chị Đàm Lan Hương. Để cái tab, để cái mã lên trên cô. V10. V13 không, cô để lại cái đấy. Để lại ở đây này. Kia rồi. Kia là cái cầm lên. Đây là mã nào cho mình là V? V9. V9 ạ.
V9 nhá các chị nhá, V9 màu đẹp quá. V13 2X Phạm Mỹ Nhân. Chất không thừa là một điều chỉnh luôn. Không thừa là một mũ kim là chuẩn và chỉnh luôn. Chốt đơn cho em á là gì? V9 149.000. 149 nhá. Áp dụng tài khoản chia sẻ đấy. V9 chỉ còn 1L, 1XL và 3 chiếc 2XL. Còn mỗi 2X à? 2X là chính. 2X là tương ứng. Các chị là tầm khoảng 58-65-66 cân. V9XL chị Nga Hà. 2X là 58-60-61-62-64-65-66 cân. V9XL chị Vương Quế. Chị còn 2X thôi ạ. Em chỉ còn 2X thôi, chị nào tầm khoảng từ 58 cho đến 65-66 cân. Chốt đơn cho em là gì? V9 size 2X nhá. Kèm mã và kèm số tờ xem mình không còn sai. Ôi dồi ôi, em bán nhiều lắm ý, thật. Hôm trước em không thèm nhận, không thèm nhận sai mà. Nên hôm nay là nó chốt xong nó còn như này. Thì các bạn chán, các bạn không muốn gọi điện cho chị nữa. Bởi vì là như thế, hà nó không còn sai. Rồi chốt đơn cho em. Nên đơn cho em mã là V9 ạ. Chỉ còn size 2XL thôi ạ. Em chỉ còn size 2X nhá, chị yêu nào lấy chốt đơn cho em là gì? V9. Đơn đồng hồ nút sáng được gọi, chị đã được gọi rồi à? Mình nhận được váy rồi, chất form đẹp, em cảm ơn. Chị à, là gì? Chị giao hoa à, đơn mà chốt rồi chị đã được đi rồi. Nếu chị có sản phẩm khác cùng Lê. V9 2X cho Phạm Mỹ Nhân. Thế thì để soạn đi, để soạn các cái mẫu nhé. Xong rồi em sẽ lên cho các chị một loạt váy đi. Nên cho chị áo nắng trước đi. Sau đó chị cho các bạn sọt size cho mình. Em lên liền cho mình một lèo. Cái này chết đi cô kêu, nó ở đâu ấy? À thế tôi lấy cái ngoài đi. Lấy lần lượt đi. Ừ. Thôi cái đi. Thôi cái đi. Thôi tí nữa là sọ sai sao. Mất thời gian lắm, tại vì nó còn lẻ sai tìm lâu rồi lâu. Chờ. Ừ. V9 sai 2X chứ Yến Nguyễn. V9 sai 2X chứ Liêu. Liêu Lễ Thị Thùy. Sai 2X chứ Huyền Trang. Nhìn bác này các chị này. Đẹp không khói được câu nào. Mã gì đấy? Đấy trên đầu đấy. Đây. Không phải. Không rồi. Đi chậm luôn. Lấy đâu ra đi. Cô lấy cây của chim đi. Cô lấy má. Này xong à? Bỏ hết sang bên đi. Nào các chị em chấm chia sẻ nhá. Cái này chỉ dành cho khách hàng gọi là nghiện hàng hiệu thôi. Em cũng không biết là ở đâu ấy, tại vì một cái chụp bên này không nghe thấy được, có mấy cái này. Có mấy cái ok này. Hà là chị nhé, mọi người chia sẻ video đến chốt đơn thôi. 1.250.000 đồng nếu có chị mua. Đây này có quán ép đấy nhá, nhưng mà cái không biết, cái mặc đâu không biết. Tìm nãy không thấy đâu, ở trong nó có mấy cái giấy tờ linh tinh như thế. Cái này mặc mờ sẽ bị rộng rồi. Rộng hẳn luôn bởi vì là cái này nó dán này. Đó. Có size gì đấy? Mờ, L, XL. XL có 1 cái, mờ có 7 cái. Và 20 cái size L. Nhá. Lên đo cho em á, hàng là gì? A11. Được chưa? A11 và kèm số. Cái này u mịn nặng lắm. Siêu dày và siêu dày luôn. Nó là u mịn lạch nên các chị không lo nóng nhá. Form đẹp lắm, form giá váy đẹp cực kỳ luôn. Nhìn tem này, chị nào hay mua hàng em nhìn tem nhận ra hàng rồi đúng không? Chốt đơn cho em là gì? A11. A11, 1.250.000 đồng giá bán lẻ. Em tặng cho các chị với giá là 300.000 đồng khoảng. Chỉ là có 1 cái thôi. Cái này bán hết rồi, đóng hết hàng. Được chưa? Từ từ đã, còn chưa nhìn thấy có cái còn lẻ, có 1-2 cái. Đây này, đã bảo em sang sale này. Mỗi cái một chiếc đây này các chị này. Đấy, có bao nhiêu phải ôm hết bấy nhiêu mới được bán giá này đấy. Khổ lắm. Đấy, chốt đơn cho em là gì? A11, 300.000 đồng một cái nhá các chị nhá. Nên đơn cho em mã là A11 kèm số điện thoại ạ. A11 có sai. Mờ là... cái này là phải là từ 47-48 cân nhá. Còn chị nào mà nhỏ nhỏ thì mặc nó sẽ bị rộng lắm. Đây này. Bởi vì cái này là u mì mà, u mì này là u mì nhà em, này là u mì lạnh nhá, tuyết lạnh, tuyết lạnh, các chị nhớ giúp em, được chưa? Đấy, nên là mờ cái này là phải chuẩn size này, nhìn của em, được chưa? Đấy, còn tùy các chị nếu mà thích mặc rộng ra thì tùy, cái này nhà em này, hai này thì đẹp lắm, mà các chị nó dài vừa vải thôi, nó không phải dài lượt quẹt đâu, mà cái mũ này, A11,
Nên đây xem mã là A11 kèm size kèm số điện thoại riêng vậy ạ. Ừ, cái này mặc là rộng nhất. Có MLXL và 2X ạ. Vành mũ là nó có cái tấm A11 xe XL tấm tấm gì ấy, nên là nó giống như tấm cốt. Em biết XL thì chỉ còn M và L thôi ạ. Em chỉ còn ML thôi. A11 xe M chị Hoàng Lân 300.000 đồng một chiếc. Xe L chị Nguyễn Thị Huệ. Xe M chị Mà Nguyễn Lâu ra, nhưng chị... Xe L chị Hương Nguyễn. Xe L chị Duyên Phạm. Kèm size hàng này hàng đẹp nhá các chị nhé. Đừng so sánh những cái 100.000 em bán cho các chị, nó chỉ là hàng chợ bình thường, nó cũng là hàng hãng nhưng nó không phải thuộc vào cái dòng cao cấp như cái này, bởi vì cái dòng này nó là dòng đắt tiền ấy. Nhà em các chị thấy mấy khi em bán những cái dòng đỉnh chóp gọi là kinh khủng như thế này đâu, thế nên là các chị phải nhớ rằng nó phải là rất là đẹp. Hãy thử cho mình một cái ít nhất nếu có thể. Cho đơn em hỏi cho Thanh Phụ 300. Em chỉ còn size L thôi ạ. Chỉ còn size L thôi. Đấy, em chỉ còn mấy cái size L cuối cùng hết thôi. Đấy, nhanh nhưng mà chị... 11 em chỉ còn size L thôi ạ. 300.000 đồng. 11 size L cho Duyên Phạm. Size L cho Đoàn Thị Cam. Size L cho Nguyễn Phương. Size L cho Ánh Châu. Size L cho Nguyễn Hoa. Còn đẹp lắm. Size L cho Hải Linh Chi. U mì tuyết lạnh, cái chị nhá. U mì tuyết lạnh. Size L cho Xuân Yên. Thôi đơn cho em ạ. Hết size M rồi. Size L chị Hà Đoàn. Em chỉ còn size L cho 300.000 đồng một cái. Cố gắng mua. Lệ về hàng bao nhiêu lâu rồi, còn đóng cho khách thôi. Cái này thì em không dám nói to mồm là em đoán được, dám bán được buôn to, khan nhiều, số lượng nhiều không dám. Mà các chị thường chỉ lấy khoảng 100 con thôi. Đấy, con đồng, em không dám bách bởi vì là tại vì em bắt buộc phải ôm ấy. Đấy, thì mới bán được cho các chị 300. Còn bình thường hàng này của nhóm Huyền đó là 1.2 triệu, 1.250 triệu, 70, 60 đến 70 cân. À cái này size XL của nhóm Huyền nó tận 70 cân được. Nhá các chị nhá, 70 cân được. Vì các chị nhìn này. Em nó mặc này, nó co giãn như này mà. Em mặc thử cho chị size M này này. Em có cái size S, em vẫn mặc từ lâu lắm thôi. Tại vì em là áo mưa của nó mà. Nên em mặc là mấy năm nay rồi, 4 năm nay cái hàng này rồi. Đấy, nói các chị thông cảm. Đúng thật luôn, 4 năm nay rồi em mặc cái hàng này của nó rồi. Tại vì nhà em nó làm áo mưa của hàng này mà. Nên là lần nào cũng được kỷ niệm mỗi năm một cái, một màu. Đấy, nên là mấy năm nay rồi là em đều mặc hàng cao cấp này luôn. Đấy, nhưng mà nó cũng mờ nhiều lần cho hàng hôm nhưng em không dám làm. Bởi vì thực sự nó là thuộc vào cái dòng đẳng cấp lắm rồi đấy các chị. Còn đây cho em mã là A11 và kèm số điện thoại. Em còn đúng 4 cái này các chị nhìn. Em chỉ còn size L thôi ạ. Nó là u mì tuyết lạnh nhá, chất trắng kinh khủng, chất này. Co giãn 4 chiều á. 4 chiều không phải giống như hàng thị trường bán ngoài chợ đâu nhá. Đấy, bởi vì nó bị xù bai cái này nhá em nhìn ạ. Về ạ, nhìn nó như tuyết đi. Nhá, nó mịn như tuyết luôn. Đẹp lắm. Thế mà hôm nay em chồng em bảo là gì nhỉ? Hạn chế tương tác với em. Cho khách hàng quen thôi bởi vì số lượng không có nhiều. Đấy, em còn mấy cái? Còn 5 cái thôi. 5 cái cuối cùng em nhận đơn. Các chị nếu có điều kiện nghe em mua 2 cái thôi. Thời tiết sờ luôn. Thật. 2 cái cuối cùng. Cho đơn nhá. Còn 5 cái cuối cùng size L thôi ạ. Cái này coi. Đóng ra đi. A11 size L cho Phạm Kim Huệ. Còn 3 cái. Size L cho Minh Minh. Các chị mua 2 cái vào, thật đấy. 2 cái vào. Vứt những cái đồ không đẹp đi. Đấy, mặc cái này lên form đẹp cực. Khoe dáng của chị em mình dã man luôn. Xuân Hoa kiểm số dạo cho em vậy ạ. Em thấy chị Hoa Trần này, chị có tâm mình nhé. Xe L cho Đỗ Thị Hồng Vân. Ui này nặng lắm các chị ạ. Bằng một cái chân chiếu điều hòa của em không nhỉ? Bằng một cái chiếu điều hòa của em mà. Nên là nắng đúng ngoài khóc nhá. Chống nắng chống tiêu UV rồi, các chị yên tâm đi. Được chưa? 11 xe L chị Hồng Lê. Siêu siêu chống nắng này. Nhìn màu đẹp không? Nhìn cái gì? Nhìn cái tay này. Nhìn cái tay này. 11 xe L cho Hoa Công An. Về các chị nhìn những cái đường gì nhỉ, đường chỉ chạy ấy, nổi gai luôn, thật đẹp kinh khủng. 1.250.000 mà đây có sai gì đấy, có mỗi ML à? ML thôi, có mỗi ML thôi. Chị yêu nhớ chia sẻ video nha, 300.000 đồng một chiếc mã à? A4. Đấy, em mặc là rộng nữa nhá. Còn nếu mà chị nào nhỏ người như em ý mà thích mặc cái size M cũng được mà, bởi vì là cái này nó co giãn 4 chiều, size XL của nó tận 70 cân mặc được mà các chị. Được chưa? Mình cứ mặc vào thoải mái. Chất đó là chất cao cấp ý. Này các chị nhìn này. Giá váy ý, đẹp cực. Đẹp vô cùng luôn. Mã cho là A4, em chỉ còn size M và size L thôi ạ. Đẹp vô cùng mà các chị nhìn cái phần được trước. Nên đơn kèm mã, kèm sáng, đấy, kèm đẹp không? Lại ạ. Túi kéo khóa. Màu này thì màu đậm đậm, đậm. Có mũi ML à? Có mũi ML. Mũi ML thôi, chúc mừng nhé, 300. À em nhận được đẹp lắm rồi, nhưng mà hai kiểu giống nhau. Đấy là do mình có mừng nó lên khách. Nhân viên phải chốc như thế. Được chưa? Chốt đơn cho em ạ. Chia sẻ nhá. A4. Mọi người 300.000 đồng một cái thôi. Giá của nó là 1.250.000 đồng. Nhìn tang này. Nhìn tang là biết hàng nhìn là như nào nhá.
được chưa? Cứ nhìn người ta này, các chị tự tin lấy hàng. CM cho hàng được chưa? Không đẹp cho từ chối hàng. Nếu nó giống thị trường ấy. U mịt tuyết lạnh các chị nhá. Về các chị nhìn cho em này. Nó tuyết này. Tuyết mềm mượt mướt và mượt luôn. Không bao giờ sợ sủ bay, không bao giờ sợ nhéo. Em bán cái nào em cứ quảng cáo thật luôn, không bao giờ thái quá nhìn. Mặc cái chống nắng. Size L chứ duyên tạ. Nặng bằng một cái áo mà một cái chiếu điều hòa, một bộ chiếu điều hòa của nhà Huyền đấy. Và bằng khoảng 5-6 cái chăn. 5 cái chăn nhà Huyền vào cộng vào. Có chị biết không có chăn này. Xe mở dưới đầu nên là không bao giờ nóng nhé. Mát cực, mặc lên thôi là nó mát. Các chị cho các chị mở hàng ra sờ ướm thử lên người được. Được chưa? Sau đấy về nhà. 300.000 đồng một chiếc. Xe mở chứ Nguyễn Thị vậy. Hay chỉ có ML thôi. Chị ơi, chị lấy ra thôi. Chị cứ cầm lên. Thôi chị em đổi nhau. Xe mở chứ Đỗ Thị Thu Hiền. Một chuyến chị đi chỉ dám cầm có 7 cái. Một chuyến chạy lên kho chuyển hàng lên. Dám bưng có 7 cái thôi. Chị Quyên Nguyễn. Lọc. Xe mở chứ Đỗ Thị Hồng Vân. Xe mở chứ Đỗ Thắng. Hai cái xe mở chứ Thủy Dung. Xe mở chứ Thủy Trần. Xe L chứ Duyên Phạm. Xe L chứ Nguyễn Ngọc. Xe L chứ Trần Dung. Hết L nhá. A4 em chỉ còn xe mở thôi ạ. A4 xe mở chứ Thanh Tuyền. Xe mở chứ Huyền Nguyễn. Cho thóng một cái này. Cho xe mở. A4 này em chỉ còn xe mở thôi ạ. Nhà chị A4 xe mở cho Mai Diệp. Vân Anh, chị Vân Anh à. Cái này không tìm được các cô luôn. Rồi. Xe mở cho Huy Khang Phạm. Má ở trên miền là gì? A4 ạ. A4. A4 nhá, cái này đẹp lắm mọi người. Có 300.000 đồng một cái thôi. 300. Hàng cho em này là 1.250.000 đồng. Nhìn tang này. Các chị cố gắng nhìn tang nhé. Nhìn tang là các chị thấy là thật sự là gì, mua hàng chỉ cần nhìn tang thôi. Nhà em hiện bán như nào cho các chị là các chị biết rồi. Đúng không? Chốt đơn cho em mã hàng này là gì? A4 ạ. A4. Chỉ còn xe mở thôi ạ. Không nhìn thấy cái đường kéo khóa luôn luôn. Đây nếu em khéo vào các chị phải nhìn thật kỹ. Bởi vì nó chạy là chạy theo cái đường sườn này thẳng xuống này. Chứ không phải nó làm ở cái góc này. Nó không bao giờ phùng các chị nhá. Chạy theo đúng cái đường sườn này. Đẹp mê ly luôn. Và các chị nhìn cái tay này. A4 chỉ còn gì? Còn xe mở. Xe mở thôi, còn 4-5 cái xe mở cuối cùng hết sạch luôn, màu đẹp. Đây, kéo này, em bẻ cổ cho chị nhìn nhá, dáng đẹp lắm các chị. Eo ơi, mặc cái này như mặc cái áo váy ấy. Thật đi, như mặc cái váy không à. Này, mặc cái mũ của nó, cái phành của nó là nó có cái lớp gì nhỉ, lớp như kiểu lớp bìa ấy, cứng nhỉ. Không bẻ cong được là các chị này, đấy, thấy không? Nó là sẽ là thay cái mũ cho mình luôn. Đó, các chị thấy không? Với những cái bình thường nó có quạt ấy. Cái này thì nó lại khác, nhá, 300.000. 4 xe mở chị Bình Lê. Dáng đẹp lắm các chị, thật một. Chỉ còn size gì nhá? Size M. 52 cân size M rồi chị. Nhá, chốt đơn em 3 cái á. 3 cái cuối cùng. 3 cái cuối cùng. Đẹp. Mã cho em là A4 ạ. A4. A4 em còn 3 cái các chị nhá. Chốt đơn cho em mã. Rồi qua luôn, có những cái. Nghe có sale váy không? Cái này. Từ cho cái này đi. Em chứ cứ thích nhìn thăm cái gọi là mình nhìn thấy thích là khách hàng cái gì cũng thích. Đấy. Em chỉ có 3 cái size M thôi, đúng không? Các chị có 15 thôi. 3-4 size M chứ Phan Huyền. Mọi người nghe em đi. Sai. Được chưa? Các chị chửi thẳng vào mặt em nhìn. 3-4 size M cho Phương Bùi em hết hàng. Hãy dành cho mình một cái này. Nếu có thể thì là 2 cái. Có đương nhiên nhiều nữa đấy là tùy theo điều kiện kinh tế, nhưng nếu không thì mình 1 cái. Về các chị sẽ sợ luôn về cái chất lượng của nó. Nhìn các chị nhìn đây này. Điều mà thật sự các chị không bao giờ mua được ở đâu. Nhớ. Này cái chất này. Nó dày. Co giãn 4 chiều. Mình mặc sướng lắm. U mì 300.000 đồng một chiếc nha các chị. Đây là em bán gọi là. Gần như là lần đầu tiên cho các chị trải nghiệm nó được mua giá rẻ. Thật đấy. Đấy một lời khuyên chân tình luôn. Chốt đơn cho em là gì? A3. Cũng biết là mà đó. Còn muốn mở là tại vì các bạn đã đóng xỉ từ hôm em về đấy, em cũng quay cho các chị xem rồi đúng không? Không vào chỗ mà đứng. Em mà có chỗ em đứng ngay. Khổ, em có chị gì có chỗ đứng đâu. Đây, 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 mãn đã làm cái mãn gì nữa. Chị ơi, tí làm mấy cái mãn này để em lùi vào sau cho khách xem sáng. Ok. Đây là mãn ấy hả? A3. 3. 1.250.000 đồng, xe cho các chị 300. A3 size L chị Bảo Linh. Em cho mình ướm thử mà. Size L chị Nhím Ngứa. Áo này em cho mình ướm thử mà. Được chưa? Chuẩn chất
tuyết lạnh. Gì, cẩm nhung. U mì tuyết lạnh. Được chưa? Dày, thật dày mà lại thật mát thì mình nhận hàng, còn không từ chối hàng thêm. Có được không? Giỏi ơi. Kèm sao tiền bán hàng mà phải lo nữa. L thế ạ. A3CL cho Quyên Nghiễm. Chị Quý Lâm. Đây là A3. Màu đẹp lắm các chị. A3CM cho Nga Đỗ. Sang lắm. Em bán hàng là thơ rồi. Hiền. Có ML thôi đúng không? Ừ, ML. Buồn quá nhỉ. A3CL chị Hiền Phạm. Màu đẹp quá cơ. Nhìn. A3CL cho Nguyễn Thanh Hoa. Chỉ có ML. CL cho Hà Lê. Không có chỗ. Từ từ rồi em đẩy cho các chị này. CL cho váy thôi. CM cho Trần Hương. U mì tuyết lạnh 300.000 đồng một chiếc các chị nhé. Chị Liên Na kèm số dạ. Cho đơn cho em hàng và gì? Số dạ. CL cho Hải Linh Chi. CL cho Dung Kim Nguyễn. Không đọc được con mừng nó. CL cho Minh Đoàn. A3CL cho Bích Vũ. Em chỉ có ML. CM cho Nguyễn Thị Huệ. CM cho Đào Nguyễn. Mã là xem là A3. Chỉ còn M và L thôi. Mở ra cái gì tôn ra này. Nhưng mà thôi làm cái chỗ này cho các chị. A3 xe lở cho Thuyên Phan. À không sao. Tí mình bày ra mà. A3 xe mở cho Liên Võ Thị Ngọc. Xe mở cho Hồng Lê. Có cái nào có xe XL không cho khách nhỉ? Cô một mãi mà chỉ cần xe hết rồi. Đó. Không. Trong nữa. Đấy đấy, chào. À, cho các chị xem. Có mỗi XL chưa? Còn đấy. Khổ lắm cơ. Cái này dày nặng. Nặng lắm à. Đấy. Nghe con trai nói đấy. Nặng lắm, dày lắm. Chất xúc nha. Xay lờ chị Lệ Xuân. Chị nào lấy 3 cái lên vớt hùng. Xay lờ chị Minh Nguyệt Ngô. Cái này có mỗi XL. Xay lờ chị Luân Mạnh. Này, kể ra mà có cái cân ở đây nhỉ. Đặt cho các chị biết là cái hàng này các chị mua nó đáng đồng tiền bắt gào sướng. A3 xay mờ chị Mùa Đông. CL cho Luân Mạnh. Không nhé, người không phí ship mà cũng không nhận chuyển khoản nhé chị Phương Thúy á. Bắt buộc chị phải nhận cốt. Được chưa? Đến nơi nhận hàng, mở hàng, bóc hàng, kiểm tra hàng xong mới thanh toán hàng. Đấy, chứ còn em không nhận chuyển khoản chưa? Đây có mỗi XL. Màu đẹp lắm, cái này các bạn đã đóng hàng rồi. Ui ôi. Dã man luôn. Tại vì nó là size XL, size to mà. Bình thường nó đã nặng rồi, sau đây lại là size XL nữa, nên là khổ. Đấy. Chốt đơn cho em ai này, chúc mừng chị nào size XL đi chị. Mai xem là A16 ạ. A16, ôi đẹp lắm các chị ơi. Đấy, bạn Quỳnh con trai. Các chị về cầm hàng các chị xuống nhé, các chị size XL không tin nổi vào mắt mình luôn. Thật. Hàng đẹp không khít. A3 size L chứ Ngô Lụ. A3 không có một size L nào cho chị mặc thử à. Đáng ra bán gì thì bán phải để lại cho người ta một cái size bé nhé. Hoặc là cái size vừa vừa. Nó đòi thì nó sẽ chốt rồi. Chỉ có size XL, các chị yêu nhé. Chốt đơn đi các chị, đây là A16. Mỗi XL, cố gắng mà lấy ạ. Nặng kinh khủng luôn. Mà lại siêu mát luôn. Đấy, nghe lời em, thử một lần nhá. Má ở trên này là A16 XL, có mỗi má này là còn được nhiều size XL. Bởi vì toàn các chị nghiện đúng không, hàng u mì. Má ở trên là A16 ạ, em chỉ còn size XL thôi ạ. Mỗi XL, chị yêu là lấy tốt nhanh nhé. A16 CXL chị Phạm Kim Hệ. CXL chị Nguyễn Thanh Hoa. CXL chị Nguyễn Vân. Có mấy cái XL. Các bạn cho hết hàng cho khách buôn rồi. Đây là mặc lên này nó như này. Đấy, được chưa, như màu này nó là như này. Màu này là màu vàng da. A16 CXL chị Nguyễn Thí Quỳnh Hoa. Đấy, chốt đơn cho em A16 CXL chị nào CXL cố mà lấy nhá, không là chị CXL chị Nguyễn Yến. A16 CXL chị Bích Nụ Nguyễn. CXL chị Đào Thủy. CXL chị Tạo Tâm. A16 cho Phạm Thái. Nhanh tí em có xe váy đây này. Cái chỉnh của em là chính là xe váy á các chị. Cái này là gọi là gì nhỉ? Em cứ bán lắp nhá. Mỗi ngày các bạn cũng lấy 5-70 con là cũng hết dần rồi các chị. 5-70 con mà. Mã xem là A16 kèm mã kèm số tại trên cùng một dòng. À? A10. A16. A16 em chỉ có size XL thôi. Size XL nhưng cầm cái sao thật. Các chị nhìn được máy túi này. Sợ dã man luôn. 300.000. Chốt đơn cho em á. A16 còn mỗi XL nhá. A16 CXL chị Nguyễn Thu. A16 chị Dung Nguyễn. Mỗi em đang mặc là A gì? A gì? A3. A3 còn mỗi gì? A3 em đang mặc chỉ còn mỗi M thôi. M là 47 nhá. Các chị 46, 47 cho đến 53, 54, 55 cân. A16 CXL chị Quyên Nguyễn. CXL chị Đỗ Hằng. 56, 57 cân chứ, nhưng mà cứ mặc vừa vừa cho đẹp. Được chưa? Không thì mình nhích style lên.
Xe U 4 triệu đấy. A16 xe XL chị Xanh Nguyễn. Xe XL chị Cusi. Có mỗi mà đấy là XL nhiều đúng không? Còn lại là bán hết rồi à? Ok, thế là qua mà lên đi. Cho cái này đi. Chân ngược đời nhỉ, thế cái này đi. Cái này nhá, nó size một chó luôn. Được chưa? Dám hứa với các chị. Đây, cái này của em đấy, em mặc đấy. Nhưng nó có size S mà. Gì nhờ? Không biết là ai là cô nhặt cô giật rồi không biết. Tìm mãi không thấy đâu. Mỗi ML thôi. Đóng hết là rồi. SML các bạn đóng hết rồi. Đã bảo rồi, cái hàng là các chị nhìn tao là các chị biết mà. Nhìn cái tao này. Mẫu này đẹp không? Ôi dồi ôi, về các chị nhìn nó. Nó mướt mượt mượt. Mướt hơn cả chân Long Cửu luôn. Vì nó là dọc tuyết mà các chị. Dọc tuyết nên nó rất là mướt. Đấy, chốt đơn cho em á. A19. A19. Nghe em nhá, chị nào khách quay khách phim này. ML. Còn mỗi ML. ML. Hết rồi, có mấy cái đấy. Mã 19 em chỉ còn M và L thôi ạ. Cái này của em Nguyễn ấy, thề nó sai, không làm người luôn. Không làm con người luôn. Mặc lên đẹp lắm. Mà em thì thừa sức để lựa chọn tất cả các mẫu ở đây. Mà em đã phải mặc trước các chị rất lâu rồi các chị ạ. Rất lâu rồi. Em đã bị nghiện. Bây giờ các chị mới được trải nghiệm. Thử xem nhá. Xong là xem hàng này của em nó khác biệt với cái dòng trước đấy với tất cả những cái dòng kể cả là chống tiêu UV nó như nào. Đấy, nhìn cái sự khác biệt của nó. Cái này em mặc thì chắc chắn là bị rộng rồi bởi vì nó là size M. Bây giờ em chỉ mặc S thôi. Rồi chất đơn cho em là gì? A19 ạ. A19. Còn mỗi ML. Chị 300... nào chị Thương Nguyên kèm size kèm xuống bạn sẽ cùng dòng 300.000 đồng một cái các chị nhá. Lên đo cho em là và kèm số thoại cho em Nguyên là A19 ạ. A19. Chỉ còn M và L thôi ạ. Chỉ còn ML. A19 size M cho Khánh An. Size M cho Trần Dương. Size M cho Need Topic. Được chưa? Nhìn cái vành hũ này. Như một cái mũ luôn. Tại vì cái này em đang mặc là bị dọc. Nhớ. Đấy, còn mặc chuẩn của nó thì sẽ đắt đấy. Em quý kèm xuống tại vào giúp em đi ạ. Chưa. 29 xe mờ chứ Đào Thị Thương Huyền. Chốt đơn cho em á là gì? A19. Chốt mãi mà không thấy đọc tên em, chị Minh Tài. Thấy đọc tên của chị không? Sao nó lần à? A19 xe lờ chứ Thơm Việt. Xe lờ chứ Trương Thị Ngọc Linh. Các chị chia sẻ lên đi, đúng rồi, chắc các chị không chia sẻ. Chốt đơn cho em là gì? A19 em có sai á. M và L thế. M và L. Chất u mì nhá, 1 triệu. 1 triệu mấy? A19 1 triệu 250.000 đồng giá bán lẻ. Em tặng cho các chị với giá là 300.000 đồng. Xe L cho Minh Châu Nguyễn. Nghe em cố mà lấy. Xe L cho Vân Liên. Xe M cho Yến Vũ. Mã cho là A19 ạ. A19. U mì đỉnh nữa các chị. A19 xe M cho Phượng Nguyễn. Đẹp lắm á. Xe M cho Hướng Dương. Nên đa dùng em á. Xe L chứ Hồng Dương. A19. Chỉ còn M và L thôi ạ. Nên đơn cho em mã là A19 nó kèm số điện thoại. Kèm size kèm số điện thoại. Em thì còn gì nhỉ? M và L. Size M hoặc size L thôi nhá. Chị em lấy chốt đơn cho em 300.000 đồng một chiếc. A19 size M cho Thu Rơm. Size L cho Nguyễn Tuyến. Size M cho Thanh Thảo Phun Theo. Xe mở cho Lan Hương Nguyễn. Lan mở đây đây xem hai cái này. Ủa sợ nhỉ. Nhìn ba cả cái này. Bớ người ta luôn cái chị ạ. 19 xe mở chị Hà. Nhìn ba cái tên này. Sợ không. Cọc để được có ba chiếc thì các chị này. Một cọc để đúng ba cái. Sợ thật. Chất gọi là thôi rồi luôn. Lên đo cho em là gì? A19 ạ. A19 ạ. Và kèm số thoại. A19 xe L chị Duy Minh. Xe M chị Phạm Giang. A19 các chị yêu nhá. A19 xe L chị Dung Nguyễn. A19 ạ. A19 xe M chị Mai Xuân. Kèm số thoại các chị yêu nhá. Đẹp rồi, nhìn thật. A19 xe mở chị Nga Trần. Mê man luôn. Xe lò chị Hằng Minh. Màu đẹp. Chất tuyết lạnh các chị nhé. Xe lò chị Tâm Ngô. U mì tuyết lạnh. Được chưa? U mì tuyết lạnh luôn cho các chị luôn. Tặng các chị 300.000 đồng ạ. 300.000 đồng chị ơi, mắc cái hay gấp vào cũng được chị. Gấp lại đi, gấp lại cho nó gọn. Mã cho em là A19 chứ còn M và L thôi. Em chỉ còn ML thôi, chị yêu là lấy chất đơn cho em á. Đến thử nhìn cho các chị. Cái này là cọc mà lẻ à? Tôi bán cái này lẻ cho các chị.
không cần mặc mẫu nữa, các chị nhắc cái này có một cái nữa. Thôi để hết nha. Sao lờ một chiếc. À đây S này, này S này. Em mặc size S các chị nhé, có một cái đây này. Em có xin luôn. Mặc luôn cho các chị size S để các chị biết nhé. Xin luôn. 1.250.000 là size S. 29 size L chị Lê Hữu Lợi. Size M chị Nguyễn Hải. Ở đây lẻ S một cái này. Size M chị Nguyễn Sang Phạm. Đấy, còn hết cả M lấy L luôn đi. Em rơi cho các chị, em mặc cho các chị size S nhá. Để em đang mặc cái hàng này là sửa size S luôn. Size M nó rất. Thôi lấy luôn cái này luôn. Đang là cái kia đang này. A19 xe lò chị Duyên Phạm. Đấy, hết đây này. Đẹp mê chưa? Vậy đó là siêu đỉnh luôn, siêu phẩm luôn. Các chị nhá, nhìn tay này. Nói chung là nó đẹp từ A đến Z. Thề với các chị, đẹp từ cái bàn tay. Mà nó co giãn đấy các chị nhá. Được chưa, nhìn này. Các chị nhìn cái bàn tay này. Nó đẹp lắm đấy các chị. À, em đang mặc nó là size S này, em sẽ rơi cái mẫu này nó có lẻ con. Các bạn đóng hàng cho khách hết rồi. Chỉ còn một chiếc, hai chiếc thôi. Đây là mã hàng có size S nha. Chiếc đơn cho em mã hàng là gì, lẻ 1. Lẻ 1, một cái size S 300.000. Các chị nào chia sẻ nhé, tại vì hàng có ít mà. Nếu không có hàng nhiều. Được chưa? Lẻ 1 size S và kèm số điện thoại cho em liền dưới 51 cân. 50-51, vẫn là co giãn. Lẻ 1 em có một bộ size S ạ. Một bộ size S, chốt đơn cho em là lẻ 1 và kèm số dài cho em liền. Một chiếc duy nhất. Chốt đơn cho em này, một cái size S duy nhất cho một chị. Bán buôn hết rồi các chị. Được chưa? Giá này các chị này, 1.250.000 đồng này, sợ lắm luôn. Chứ phải không đâu. Đấy, size S nha. Một size S thì Hồ Trang hết hàng rồi. Em hết hàng luôn. Đây là lẻ 4 cho em liền. Đấy, các bạn đã đóng buôn rồi, sao các bạn phải ghi lẻ. Có một cái size L duy nhất cho một chị. Lẻ 4, đổ đây, chúng còn phải rách không các chị. Lẻ 4 em có một cái duy nhất cho một chị. Đây em đang mặc mẫu đây nhá. Được chưa? Lẻ 4 cho em này. Một cái duy nhất cho một chị size L. Lấy đơn cái này cho các chị nghe nhé. Cái này em lùi lại đằng sau cho các chị xem nhanh. Lẻ 5 em có một cái size L. Trời ơi, nó lăng kinh, cái size L. Lẻ 4 em có một bộ size L. Em hết lẻ 1 rồi ạ. Lẻ 1 hết rồi các chị. Lẻ 4 thêm là size L. Đặt cho em mấy cái này. Lẻ 4 là size L. Đặt mấy. Ok, ai ra để. Đây, cứ đặt mấy cái hết rồi đấy. Đây là lẻ gì nhá. Lẻ 2. Cái vừa bị tung đó. Lẻ 2 là của chị. Lẻ 2 đang. Đó đây là lẻ 5. Đang cầm. À, qua kéo luôn ta đi. Cho lấy luôn. Lẻ mấy đâu? Lẻ 4 size L chị Xuân Niên ạ. Rồi. Đây em có một cái size L mà cho em là lẻ 5 một chiếc duy nhất. Em LV đẹp lắm. Tuyết lạnh nha các chị nhá. Mình cố gắng mà săn. Mã hàng cho em là lẻ 5. Em có một cái size L. Lẻ 5 em có một bộ XL. Đây là các chị lấy xong lùi luôn ở trong hết rồi. Wow, hai gì đẹp, đẹp lắm. Mấy cái đấy? 4 cái á. Lẻ 24. 5 cái. 5 cái các chị nhìn các mã lẻ bên em hết hàng các chị biết này. Wow. Mã hàng cho em là lẻ 24. Sợ chưa? Má là cho em liền nào. A24. A24 nha, các bạn bán buôn má này hết rồi. A24 có 5 bộ size L. 24, 5 bộ 300 nha các chị nhá. 1.250.000 đồng. Tính ra các chị giảm 900.000. 900.000 so với giá bán này. Thật sự luôn, quá dã man. Chốt đơn cho em má này nào. A24 em có mấy cái? 5 bộ size L. 5 cái size L. Rồi, 5 cái. 1, 2, 3 cái sọ không. Chất dày kinh khủng. Chống nắng, chống tiêu về 300. Má hàng cho em liền lá. Lẻ 20. 24. Màu này đẹp lắm. A24 CL trên Fuji. Hai chị đáp đấy. A24 CL trên Trương Thị Ngọc Linh. Rồi. Còn 2 cái nữa. 3 cái. A24 CL trên Vương Quế. Em còn 2 cái nữa thôi ạ. 2 cái nữa. 24. Cái mẫu này bọn em bán buôn hết rồi các chị nhé. Cái này size L. Màu đen. 24 size L chị Thơm Việt. Chị yêu nhớ chia sẻ, cô rẻ chia sẻ video nhá. Đây là mã hàng cho miền lá. Ôi. Mẹ ơi đẹp không? Đây là mã gì? 23. 24 size L chị Lan Lê. Chất bóng mịn dã man. Em hết hàng 24 rồi ạ. Thật sự luôn, bóng mịn mịn dã man luôn ý. Mà dày ơi là dày luôn. Dày siêu dày luôn. Chốt đơn cho em là gì? A23.
màu đen nhé, chỉ là màu đen nữa, tích nhỏ nhỏ thôi. 2 3 300.000 đồng. 5 bộ size L. Mã hàng cho em nhìn là 2 3 1.250.000 đồng. Họa tiết đen các chị ạ, họa tiết trắng nền đen, siêu xử luôn. Các đơn cho em mã hàng một kèm xuống ra. Các chị ạ, không có để vào tốt rồi. Lên lên. 2 3 có 5 bộ size L. 3 bộ size L. Đây có 4 cái size L, 1 cái size L. Cho nên A23 size L chị Lê Quỳnh. 300.000 một chiếc thôi các chị. Không có cái size bé luôn. Lên đâu cho em á, hàng này là gì nhỉ? A25, 4 cái size L và 1 cái size L duy nhất cho một chị. A23 size L chị Mai Lê Chanel, màu này chị tôn ra 2 nhé các chị. A23 size L chị Minh Tài. Ừ. 25 size L và size XL. 4 cái size L và 1 cái size XL duy nhất cho một chị. Size XL thôi nhá. Nó phải đẹp 1 mà 3 cái size L. Má 23 cái... size L chị Minh Đoàn. Hết rồi đúng không? Hết rồi. A23 size L chị Dương Hà. Em hết hàng A23 rồi. Cái 26 mẫu kẻ cao đẹp lắm. 26 có 1 mờ và 3 cái size L thôi. 1 mờ và 3 cái size L. Thế lẻ thôi lùi nó có suy nghĩ nhá. A25 này em có 4 cái size L và 1 cái XL. 300 nha chị nhá. Chốt đơn cho em á là gì? Đâu? A26. Ủa cái này đẹp quá nhỉ. 26 em có M và L. Thấy cái này đẹp lắm này. 26 size M chị Nhật Khánh. Và 25 size L chị Khuyên Nghiêm. 3 cái size L nhé. 25 size L chị Phạm Nam Anh. Và 26 em còn là 3 cái size L. 3 cái size L đúng không đấy. Ai 5 size L chị Nguyễn Bích Phượng. Ba cái size L mà hàng 220. 26 thì còn 3 cái size L thôi ạ. 300 quá rẻ luôn các chị ơi, đẹp không? Thật sò, sướng lắm luôn các chị. Chốt đơn cho em á, này là A29, 3 cái size L. A25 size L chị Phạm Nam Anh. A25 size L chị Ngô Lụ. Rất dày lắm các chị. Em về đằng A25 rồi. A29 này. A29 có 3 cái size L. 26 anh chỉ còn size L thôi ạ. A29 em có 3 cái size L. 2 cái size L và 7 cái size L. 2 cái size M và 7 cái size L. Đây, mặc luôn cái size M nữa. Cái này em giữ lại luôn. Mặc cái đồ này thì nó sẽ không bao giờ sợ bị nắng hết. Không bao giờ luôn. Thật luôn. Không bao giờ sợ nắng luôn. Đây là size M. 2M và 7 cái size L. Màu đẹp chưa? Xong rồi. Hết mấy cái luôn. Có mấy cái luôn. Hết. Ui mệt chết lạnh lắm. 29 size L cho nhà Nguyễn. Mặc là lạnh tanh ở người luôn chứ không phải là mặc xong nó nóng. 29 size L cho Phạm Lan Anh. Nhìn thế mà có được mấy cái nhỉ? 9 cái nhỉ? Tôi giày cỏ cao đừng. Cái màu đẹp quá. Đẹp lắm luôn đấy các chị. Họa tiết hoa nhỏ nhỏ này. Chốt đơn cho em á là gì? A6 có M và L. M L 300 mà các chị ơi, 300 nhé. Lên lên cho em mã là A6 với kèm số điện thoại. Em có size M và size L. Đây là mã hàng dưới này là A6. À, đẹp mỹ mãn luôn, nói chung là không sợ bị giá lượt quẹt đâu. A6 chị. Size M cho Hoàng Phụng Trần. Size M chị Nhật Khánh. Em hết size M rồi ạ. Hết size M, em còn có mấy cái size L thôi. Chốt đơn cho em 300 nghìn đồng các chị nhá. A6 em chỉ còn size L thôi ạ.
đây có hết một cái này. Kia kìa, bên kia luôn kìa. Đấy, thôi đi. Tìm cái màu đẹp đấy em moi móc cả bên trong bên ngoài cho chị. Ờ, một cái à? Đấy, mấy chị em vừa làm vừa giữ lại một cái đẹp quá. Chốt đơn cho em á, này là gì? A7 ạ. A7. Một cái S. Đây, 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 đây. Một cái L. Đây. Là cái gì là cái này là không phải cái đấy là B. Đây là A1 rồi. Đây có hai chiếc rồi. Hello này. Kia kìa, trong này kìa. A M và L. Đẹp chưa? A7 M và L. Mỗi M L à? Cái này sao thì cài hộ lại cái bác cái khẩu trang nào ấy. Một bút bê thì đẹp nè. Hồi nhớ sang này cái chị này. Đấy, sang dã man luôn. Để ra cái này mà có xe hết thì lấy luôn cái. Hai bản vậy em. M và L. Mặc mức M và L thôi. Cái này các chị nào khách quen của gái. Hai bản chỉ có M và L thế ạ. Mức M và L nhân 300. Rồi, ok rồi chị. Đẹp không? Mẫu này đẹp này các chị này. Nhìn đẹp dã man các chị nhìn cái chất này. Mịn dã man luôn ý. Thật sự luôn. Nhìn vào không thể tưởng tượng nổi là có 300 nghìn đồng quá rẻ và quá rẻ. Chị Ly Nguyễn kèm số điện thoại vào cho em đây ạ. A7 size L cho Nguyễn Thị Hoài. Mũ đẹp lắm. Chị Hằng Minh. Mũ cái là cái mũ này size to quá nên em không vừa đâu. Này. Bên trong nó có cái lớp ấy nhỉ? A7 size M chị Hằng Linh. Size L chị Hải Đăng. Này size M rồi nhá. Size S size M cho các chị. Một chờ đây là mã cho em là A7. A7. Chị còn ML. A7 size M chị Hà Phạm. Nhìn này. M chị Bảo Linh. Size L chị Hải Linh. Chất ô mì tuyết lạnh các chị nhá. 1.250.000 đồng đấy. Em làm còn làm rơi mất không? Có biết một cái gì nhỉ? Sao đây à? Vâng. Thôi cứ bộ tàng đi. Đúng thì đúng, chả đúng thì chuột. A7 xe M trên Ly Nguyễn. Ờ có khi đúng đấy. Đây này, 1.250.000 đồng này. Một ca chống nắng các chị nhá. Đấy, thế mà sao, bây giờ xe có 300. Hàng này thì chống nắng tuyệt đối cho mình. A7 xe L trên Nguyễn Thị Huệ. Gọi là chống nắng tuyệt đối đấy các chị, dày lắm. Dày dã man luôn ý. Chốt lên cho em. A7 xe M trên Huyền Nguyễn. Có mỗi M L thôi các chị ạ. Mang đi tèo vì trước mà đo bật cam trước ngày thế mã xem là A7 ạ. A7 sao có hết nhỉ? Màu xanh. A7 xe L chứ Lê Thị Hằng. Xe M chứ Đoàn Thu. Mã là tên mình là A7. A7 A7 chị Thanh Thảo Phun Theo. Xe L chị Bích Vụ. 300.000 đồng các chị được dùng mà. Dùng áo nắng xịn. Xe L chị Phạm Lan Anh. À đợi em xong cái này. Cái em đang mặc xe M nó hơi rộng. Chờ em mặc cái xe S cho mình xem. Cái này là nó có lớp ấy đấy nhá. Đấy. Mình bẻ ra thì nó sẽ là A7 xe M chị Lan Hương Nguyễn. Size L là bao nhiêu ký vừa? L này của cái mình phải từ à, nói chung là sẽ rơi vào tầm cho các chị nhá. Phải rơi vào tầm cho các chị từ khoảng 55 cân cho đến 61-62 cân. Bởi vì các chị nhìn mặc em mặc mà. Đấy, cái này nó có giãn mà. Size L theo như hãng báo thì tận 70 cân vừa. Đấy. A7 còn nếu các chị muốn mặc vừa thôi thì các chị có thể lấy như size váy bình thường thôi. Còn nếu không thì các chị mặc nó co giãn mà. Vì nó co giãn không phải một chiều nhá. Đấy mà là 4 chiều luôn. Được chưa? 4 chiều luôn. Nên là cố gắng mà mua. Đây là dòng nhé người đó là dòng A7 xe M chị Nga dày lắm. Dày lắm đấy các chị. A7 xe M chị Tuyết Ngô. Xe M chị Hạnh Nguyễn Thị Mỹ. Rồi qua mã A7 xe. Này tìm thêm cái này xe. Cái này có 1-2 cái xe. A7 xe L chị Phạm Kim Huệ. Xe M chị Vũ Theo. Sao đây là nó nắng các chị?
Còn rồi em đóng hàng hết rồi ấy. Không, chị Ala Vân rồi, Ala Yến rồi. Cái em làm của hãng lớn lắm chị, nên là thành ra là được cái nào hưởng cái đấy thôi. Bên tập nào 3 chiếc thì là S. XL đấy. XL có 1 cái. XL có 1 cái à? À, cho em 10. Tập nào 3 chiếc. Đây. Kia là kìa. Trên kia có. Này đấy, cửa hàng em Huyền mua là 650.000 đấy. Đấy là máy teo đấy nha. Má là cái miền là đây. Ôi đẹp nha. Hay mình đổ cái này sang cái kia. Cái mặc nó sai được. Bởi vì năm nào của cái hãng này, tại vì năm nào em cũng làm áo mưa của hãng này mà, nên năm nào cũng được tầm một cái. Hôm nay toàn màu đẹp quá. A7 size M cho Nguyễn Bích Phượng. Size F nhá. 3 chiếc. 3 chiếc. Một cái màu đẹp nhỉ, hay là thôi đổi cái này đi. Cô lấy cái kia nữa. Một cái XL nhá. Một cái XL. Má hàng trên miền lắm. A10. Rồi, màu này đẹp này, cái chị này. Màu sang lắm. Cái này sang lắm các chị ơi, đẹp quá. Má hàng trên miền lắm. A10. A10 có F 3 cái ạ. XL 1 chiếc. A10 size S chị Thanh Tuyền. Tay này. Xe XL chị Phạm. Nhưng mà váy luôn à. Em hết XL rồi ạ. Hết XL luôn, đồ mũ này. Ừ. Được chưa? Tôi đo cho em mã là gì? A10 ạ. A10. Còn A... SM và L thôi ạ. Ừ, cái SM và L. 300k cái gì nhé. Màu đẹp nhỉ. Lấy luôn cái này. Này 2 xe S này. Một cái mình giữ luôn. 50 cân mặc size gì? Lấy size M đi chị. A10 size S thì Bình Nguyễn. 3 cái size S thôi. Má là cho 2 cái size S thôi chứ. A10 size S chị Hà Mong. Hết S, hết XL, còn M và L. Em còn ML thôi các chị. Các chị ơi lấy mã này này, mã này đẹp. A10 size L chị Thuy Minh. Mã này đẹp lắm các chị ơi. A10 size M chị Thanh Hoài. A10 size L chị Hải Đăng, size M chị Nguyễn Kiến Giang, size M chị Thanh Thảo Phun Theo ạ. Cho đơn thôi em. Size M chị Trang Hoàng. Này có xe váy này. Size L chị Nguyễn Vân. Này bọn em size đang đóng luôn được. Dương. Size L chị Hải Nguyễn Đăng. Ngọc đổ cho chị size C. Size L chị Vân Liên. Đổ cho chị A4 sang A10 này nhé, vì chị thích cái màu này lắm luôn ý. Size L nhé, chị ghi cho em là mã hàng A gì? A10. Xe L. A10 xe M. Đấy em cũng nãy em chốt một cái này này. Từ tay chốt một cái bây giờ là nhìn thấy cái này lại thích cái này rồi. A10 xe M chứ Phương Ngô Thị. Xe M chứ Nguyễn Liên. Xe M chứ Ngọc Liễu. Không phải là có những thứ nhìn thì không đẹp. Nhìn ở trong túi thì nhỉ. Xe L chứ Phong Lan. Xe M chứ Trần Kim Dung. Xe L chứ Minh Nguyệt. Xe M chứ Lê La Nguyễn. Màu đẹp. Này mặc cái này các chị nghiện ấy. Nó không lệch quẹt xuống đất đâu mà nó dày, siêu dày luôn, dày lắm ý. Mà nói chung là cái giá nó như giá váy, các chị nhìn này, cái chất lượng ấy. Thấy nhá, nhìn hộp vào đây. Xe mở chưa Hạnh Nguyễn Thị Mỹ. Đẹp không? Xe L và nó không bị phồng ở cái phần ngực các kiểu, các chị nhìn. Xe mở chưa Vũ Theo. Giá là 300.000 đồng ạ. 300. U mịt xe tuyết lạnh. Xe Lan Lê. Xe mở chưa Cầm Ngọc. U mịt tuyết lạnh các chị. Xe mở chưa Giang Tô. Xe mở chưa Nguyễn Liên. Xe mở chưa Tuyết Ngô. Xe mở chưa Nhật Khánh. Chốt đơn cho em mã là gì? A10. Chị Thu Hà, Nguyễn Kiểm Trướng Tạ. Cái này của nhà em là giá này. Các chị nhìn to nhá. Xe L cho Thanh Xuân. Xe L cho Phương Bùi. Xe L cho Thơm Việt. Cái này này. Này, này, các chị xe nhìn L hàng. Xe L Ngọc Bùi. Hàng hết thừa tác này các chị này. Này, Quỳnh ơi. Này là sao có khi làm giả hàng nhái không? Cái hàng này để bán cho sướng nhỉ? Bốn cái ta liền luôn các chị đó. Đấy. Trời máu ơi. Chắc là giật nhầm. Sao 3 cân vừa đi chị ơi. À, L. Sao? Nói chung là sẽ... A10 xe M chứ Nguyễn đây, đây là em mặc S nhá. Nhìn này. Bởi vì là co giãn lắm cái chị. Xe L chứ Lê Thị Hằng. Đấy em mặc S này. Được chưa? Tại vì là em đứng. Đấy. Em nghĩ là vừa. Bởi vì là XL người ta báo tận 70 cân đấy. Xe L chứ Phương Đỗ. XL nó bảo tận 70 cân đấy các chị.
mặc cái này nó không lại quẹt các chị đi thoải mái cực, nó giống như các chị mặc cái váy, đúng rồi, cái váy đó, cái nó cũng đẹp, các chị giống như mình mặc cái váy luôn, như sang đẹp rẻ 300 mà đặc biệt là nó siêu dày, cái size 10 size nào siêu dày luôn, mặc không hề bị nắm một tí nào luôn. 300.000 ăn tiêu bao nhiêu chả hết, các chị hút một cái đi thử. Áo này là chống nắng hay áo mưa vậy đấy, thấy chưa? Bởi vì là cái này là các chị dùng áo này nên các chị đang biết nhỉ. Thế nên là chỉ cần nhìn thấy cái áo này cố mà mua 300, giá là 1.250.000 đồng, sale xuống còn có 300 300 tròn. Đây là em ôm áo chống nắng ha, u mì tuyết lạnh ạ, giá limit 1.250.000. Em là 48 cân hơn một tí, em 48 cân hơn một tí, 48 cân nhá, em mặc hết mở được đây đấy. Nó co giãn mà các chị, nó co giãn lắm. Đây. Tay bên này 6 hơi đau. Cô ấy kéo này thôi, cái gì? A10 xe M cho Trần Kim Dung. Đó, ok chưa? Vì là chất cô mỉ mà nó rất là dày. Đưa cho cháu một cái. Lúc lúc luôn. Lúc một chiếc rồi. Đây, 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 lúc, đây, lúc. Đây, đây. Lúc, 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 lúc. Đây, các chị này, rất là dày. Rất là dày và cái màu này nhìn nó đẹp. Thế là em nhìn thì nó cũng bình thường thôi, nhưng nó mặc lên là bị nghiền luôn. Có XL không, có này vừa hết xong hết rồi, hết XL rồi, chỉ còn có một má còn XL thôi nhỉ, còn mấy cái má kia nó có chỉ một chiếc hai chiếc rồi đấy, vì là cái này bọn em bán buôn mà các chị, bọn em bán buôn bây giờ em bán buôn là phải đầu 500 trở lên đến 1.000, nhưng cái này bọn em mới làm ấy nên cho khách hàng test 100 cái đấy. Chị nhận chiếu điều hòa rồi, đẹp và chất em, cảm ơn chị Nguyễn Ngọc ạ. Cái này đây mẫu như này, đây là A16 em còn size XL hàng này luôn nhá, nhưng mà hoa vặn hoa tiếp hết thôi. Đây rồi. Đấy. Đấy, em có size XL nhá các chị ơi, màu này thì tôn da. Là da muốn tôn tôn tí nữa, các chị lấy màu này. A10 size L chưa phải. Áo nắng này toàn là màu sạch cực các chị, màu sạch lắm. Nên là các chị yên tâm nhá. Đây, đây là A16 em có size XL. Chị yêu lấy chốt đơn. Lặng lắm ơi. Cái này sợ mai là cước cũng mệt hết đấy nhỉ. Nhưng hy vọng là các chị chỉ lấy hai cái cùng, không là hai cái chứ chiếu điều hòa các chị lấy được tận mười mấy cái, có chị mười mấy cái liền, ba đứa nhân viên với vần là một cái hàng cần chết. Ừ đây bản kiện to hẳn đấy. A16 CXL chị Khương Trần à, qua luôn này. A16 có size XL. A16 CXL chị Nguyễn Nen em còn mấy cái đấy, hàng này bọn em bán buôn mà các chị ơi, nếu em bán lẻ em sợ Ngọc Bùi. Em về được có mấy nghìn ấy, 4.000 thì sao ấy, 4-5.000 đấy. Thế này em phải bán dần bán dần. Mở Nguyễn Thơ. Đây là đó. Rồi em A 16 xe XL chị Sơn Hoàng. Cái này có 3 mã nữa. Đây đây. Đây rồi. Đây cái này đâu? Ừ, có. Cái này có một hết này. À, cái đây là cái nãy chỉ đây đúng không? Ở đây rồi. Mời được không? Mời đi. Đó. Chị cô thiệt, giữ cái này không nó đổ. Đấy, để cho bạn ấy lấy cái mẫu ở trong. Bên em bán ở ngoài là hơn 600.000 đồng một chiếc đấy. Thật. À, ok, chị Lưu Nguyễn bên em phần mềm mà, là phần mềm. Nhận đầm đẹp và vừa lắm, tối nay có like trên đầm không có. Có thấy không? Đâu bên nào? Cái LV này này. Đấy, mang hết ra đây. Nuôi hết tông. Đấy là chờ leo rồi. Chân em vẫn vứt ra ngoài đấy. Em cứ vứt ra ngoài, mai treo vào cái góc này cũng được. Tìm 300 thôi. Giữ lại cả cái giả. Ui, nói mà sẽ ế thật luôn ấy. Cháu không cần về luôn, không cần nói luôn. Không có là về. Không có. Cô tìm thử đi. À, chị tìm. Cẩn thận tựa đấy. Xuống nào. Quần ơi, xuống đi. Quần ơi. Đấy. Không, ga tối nay không có. Các chị chia sẻ với gieo nhá, tí nên xe vai. Cô thấy thôi, Quỳnh ơi, xuống đi. Không thấy thôi. Hay là góc này. Đây là tay chị Đông. Như tôi cứ ngồi đây. Lật lật. Đúng rồi. Siêu áo ôn thôi. Vừa mới mặc xong thế. Đây là A1S và 1XL. Ờ có mấy chiếc thôi. Ốc. Mà là. Ờ. Mà là.
Còn lại ML, ML em được mấy chiếc? 1S, 1XL. Này các chị ơi, 300 ấy mà. Nhá, nhìn nhìn tang là các chị biết được cái này mẫu này đẹp không? Màu này tất cả là màu sạch cực các chị, sạch lắm. Nói chung là màu đẹp lắm, màu sang ấy các bạn. Gọi là gọi theo kiểu như gọi là màu sang ấy các chị. Toàn màu sang cực kỳ là sang luôn. Cho đâu cho em mã này là A1. A1. Cũng có 1S, 1XL và còn lại là M và L. Đấy, chưa kéo hết đâu. Khóa đẹp. Này, đây là size S em mặc chuẩn nhá. Chưa bao giờ săn hàng S, em thì lại khó thế. Mấy khi được các chị nó em mà nhiều S rồi mai các chị lấy em gọi là ế chết đấy. Thật. Đây là mã hàng cho em. A1 ạ. A1. 1S, 1XL. Đẹp lắm, mặc như cái váy thôi các chị ơi. Cố gắng mà săn nhá. Đấy, chốt đơn cho em mã hàng là gì? A1. 1S và 1XL còn lại size M và size L. A1. Đây của mình đẹp không? A1 size XL chị Hương Nguyễn. Hết XL. Hết XL em còn S và ML. S, ML. Một cái S thôi. Ừ, có một cái S thôi nhá. Em chỉ còn. Nên đơn cho em mã là A1 và kèm số điện thoại ạ. A1 và kèm số điện thoại. Đẹp lắm mọi người. Xịn sò lắm luôn. Chốt đơn cho em mã và kèm số điện thoại cho em chơi cùng một dòng. 300.000 đồng một chiếc thôi. Cái này giá của nó là 1.250.000 đồng các chị nhé. Hàng này là các chị nhìn ra này, nhận nó quen không? Nó chỉ chuyên có áo mưa và áo nắng thôi. Chuyên áo mưa áo nắng xuất khẩu luôn các chị nhé. Đấy là các chị phải cố gắng luôn này. Đấy, bộ mưa bé này, bộ mưa của bé gái, bé trai này, của nam này. Đấy, áo nắng nữ này, áo mưa nữ này. Chuyên luôn. Hàng của thời trang Việt, hàng xuất khẩu á. Đấy, 1.250.000 đồng. Tính giá Việt Nam một cái ấy. Được chưa? Nên đơn cho em mã là A1 và kèm số điện thoại ạ. Đẹp. Em chỉ còn có size gì nhá? Size L, S, M, L. Còn lại M và L. A1 size S thì Như Quỳnh. Hết S còn M và L. A1 size L cho Trang Nghiêm Thị. Size L cho Huyền Trang. Size L cho Huân Dương. Mã là kèm số điện thoại nhé. Còn mấy cái con LV lâu rồi. Lâu còn mấy con xe mờ thôi đúng không? Đó, sao tay cô ấy? A1 xe mờ chị Bảo Linh. Chưa cầm. Mà mặc kinh. Chị có lấy xe L đi chị Quý Võ ấy. Còn nếu mà mình thích vào rộng hẳn ra mình lấy xe XL cũng được mà. Bởi vì này co giãn thoải mái lắm. Chất u mì tuyết lành á, hàng cao cấp nhất thị trường luôn đấy. Mấy cái mẫu. Nó thấy rồi. Thế nào có tiền mà tiếp cái này đúng là không gọi là thương hoa tích ngọc với các chị thật. A1 xe M cho Thanh Vân. Này, cái chất này. M cho Như Quỳnh. Bớ người ta luôn, thề đấy. Thề đấy. Đẹp dã man chưa? Cái này để lại lên. Nó chỉ có mấy cái thôi các chị nhá. Đấy các chị nhìn thấy hết rồi này. Có đâu. Có nhiều đâu. Wow. Đẹp quá, đây là mấy? A màu hết rồi các chị. Đây là A21 đi. Quỳnh Ngân để ý đi. À, gì các chị có một A1 kia. Mà hết chai. Hết. A1 là cái gì? Chị không mà chai hết. Thế 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 chị Thanh Quân có thì có chưa? Như Quỳnh có chưa? Ờ ok. 300. Đọc rồi đấy chị ơi. Em cũng không để ý đâu vì em có quay trong sóng luôn. Màu đẹp này. Size mở chi Phạm Sen. Ôi mẹ ơi. Mã này cho em là A21 ạ. Đây là A21 nha, không có size S đâu. Có M, em mặc M cho chị. M đây này. Đến 54, 55, 56 thôi. M và L vậy. Em cho cả một người luôn. À, có mỗi M, L thôi à? Ôi cái này có mấy cái thôi. Trời ơi. Đây là A21. Váy mê lắm. Em chị nhận được rồi. Rất tin tưởng giả lại mua tiếp. Em cảm ơn chị Huấn Dương. Nên đâu cho em á hàng này là A21 300.000 đồng. Giá lên biết là 1.250.000 đồng. Có mỗi cái giá mà không quên. Liên tục. Rồi chốt đơn cho em á hàng này. A21 có kèm số điện thoại. A21. Còn M và L thôi ạ. ML. Còn mới ML nha, màu này thì đẹp lắm rồi. A21 là siêu sạch luôn. Xem M chị Hà Vi Nguyễn. U mì tuyết lạnh. Có 300 thôi các chị.
cố gắng mà mua. Nên đâu cho em á là gì? A21. A21 và kèm số thôi. A21 size L chị Ngọc Linh. Size L Lê Hữu Lợi. Size M chị Hà Vi Nguyễn Được. A21 nhé chị ơi. Mã tên là A21 và kèm số điện thoại. 300.000 đồng các chị ơi. A21 con này đẹp này. Mới M và L hết sạch luôn. Đấy. A21 size L chị Đào Thúy. Đào Thúy này. Cái màu vàng trong đẹp như có mấy cái đấy. Đấy đấy, cô nhìn xem mẫu đâu. Trong đấy. Ba trăm nghìn đồng nhá. A21 size L chị Kiều Anh Nguyễn. Mã chân là A21 ạ. Kia mà. Đây. Đây. Chân kia kìa. Lại về đây. Sao mà. Cái này. Ừ đúng rồi đây. A9 của món này đẹp này. Có ai đâu cho cháu một cái. Không có. A21 xe mở đi Ngô Vân. Wow. Đẹp dã man luôn. Không có ấy nè. Không có cái nào. Các bạn là mình chủ quan sao mà hết được luôn. Thành ra là mình cũng không nghĩ là sẽ hết size hết nhanh thế. Đẹp quá. Đây là A bao nhiêu? A9. Cho đơn nhanh nhá. A9. A21. Rồi vào trong góc này thôi. Vào trong, cái nào xong, vào trong rồi. Chốt rồi. Ôi cái này đẹp này. Màu đẹp không? A21 xe mở chú Huy Khang Quạng. Màu vàng siêu xa luôn, đây là A gì đấy? A9 à. Cũng chỉ mỗi M và L thôi. A9 300 nhá. Xe 300 quá rẻ luôn. 1.250.000 đồng. Một cái áo chống nắng. Em dám khẳng định mà các chị là gì? Siêu cấp trên dòng thị trường mà hiện tại bây giờ tất cả các dòng chống nắng. Mà kể cả các chị đang mua 700-800 trực tiếp tiền luôn. Bây giờ em không tính với cái giá tiền ở đây nhé. Được chưa? Em tính giá tiền 300 cho chị thôi. Được chưa? Các chị cho các chị đi mua 600-700.000 đồng một cái áo chống nắng. Về không bằng một nửa cái áo chống nắng em báo cho chị. Về chất lượng. Được chưa? Con giá thì càng tuyệt vời. 21 size L chị Nhín Nguyễn. A9 size M chị Linh Hoàng. Lên đâu cho em hàng này. À? A9 nghe em đi các chị nào mà tin em thì lấy mà này. Mở tôn ra mà. Em đang cố gắng moi sao có cái nào sẽ không em lấy đây này. Tình yêu lấy chút đón cho em á là gì? A9 dày lắm ý các chị ơi. Dày kinh khủng luôn ý. Không phải dày bình thường đâu. A9 và kèm số thôi. Mê man luôn. A9 xong chưa? A9 xe mở thì Linh Hoàng. Xe mở không thì có em, em đẹp lắm luôn. Phun theo. Em thấy xe trẻ luôn. Xe thì Nhín Nguyễn. Xe đẹp nhỉ. Xe L thì Đàn Mơ. Xe mở thì Phun Theo. Đấy thì nó xe em nào bỏ ra ngoài cháu nhỉ. Xe này không còn ít L luôn đi. Tôi hết size mà lại. Cố mà mua cái chị ơi bọn em đóng hàng hết rồi. Còn có 300 thôi. Xe L cho Hoàng Thanh Trà. U mì nhá. Dày cực kỳ. Nói chung là siêu siêu chống nắng cho các chị luôn nhìn này. Đấy, đặc biệt này. Xe M cho Hải Yến. Đấy, chốt đơn cho em A là gì? A9 ạ. A9 cho em Huyền, chỉ có size á. M và L. M L thôi, các chị hết mất size rồi. Giá là 300.000 đồng. Hả? Màu này đẹp mà. Cái này quá đẹp luôn. Thì cái màu này sang. A9 xe M chị Thảo Nguyễn. Các chị ơi em mặc được này, các chị cũng mặc được mà bởi vì nó bo mà. Hết cứ lấy sang size M cũng được. Và qua nhà em có nhiều mẫu thì em không lấy cái này thì em lấy cái khác. Thử thế. Mã cho em là A gì đấy? A9. Bừng lặng lắm các chị. A9 size L chứ em còn muốn M L, em cảm ơn chị Bình. Size L cho Hoàng Thanh Trà. A9 size L chị Na Nguyễn. Size M chị Giàn Mơ. Mới quá đẹp đi.
Cho đơn cho em mã hàng là gì? A9 ạ. A9. Có mũ không có chứ. Chị Thu Long Trần kèm xuống thả vào giúp em với ạ. A9 size L chị Lương Phượng. Có một cái kẻ cà rô. Kẻ cà rô chỉ có 5-7 cái thôi các chị nhé. Cố gắng mà lấy á. Bắp bê gì? Bắp bê gì? Giá kẻ em chỉ có mỗi mấy cái. Đâu? Mẫu gì à? Số lượng hay gì? Sai đâu? Không sao. Đây. Có mấy chứ? Mày đẹp chưa? Mỗi mà là chỉ có mấy cái thôi nhé. Chị nào nhanh tay. Này dành cho các chị em có tiền. Mỗi mò là ôi đẹp này. Các chị công nhận không? Nhìn hàng toàn màu sang thôi. Nó đắt tiền nó khác mà các chị. Thật. Quá tuyệt vời và quá à này. Chị Sơn Hoàng kiểm số lại vào giúp em. Chị size S lấy M cũng được. Bởi vì là gì nhỉ? Dễ mặc mà mùa đông. Trời xe lạnh các chị mặc vẫn sướng. Mà gì ạ? À? Trời siêu lắm thì các chị mặc là siêu sướng. A9 size M chị Sơn Hoàng. Đây là mặc nó lạnh như các chị mát. Lạnh luôn. Cái này tại vì là em không có size hết nhá. Chỉ có mấy cái thôi, đây là mát gì đấy. A20. A20. Không có hoa nhí đâu chị ạ. Không có hoa nhí đâu, sao chị nhìn nó là cái gì hoa nhí. Tất cả những kiểu sang sang như này thôi, chứ không có chất hoa 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 đâu. Cho đơn cho em mã này là A20. A20. Em không chị à. Kim chia A20 và kèm số thoại cho em này. Nên là chơi giúp em là mã hàng là A20 và kèm số điện thoại ạ. Mà cái này thì gọi giá. Em chỉ còn sang màu và sang lò thôi ạ. Cái chất này không bao giờ lộ. Chị Dương thì mẫu nhung đẹp thật đấy. Không biết chọn mẫu nào luôn chị. Đúng rồi. Thật sự mà nhìn cái hạt xịn là nó khác nhỉ các chị nhỉ, đúng không? Mặc lên trên người cái form cái giá nó sướng. A20 xe lò chứ Mỹ Lương. Xe lò chị Thanh Sơn. Cái mẫu kẻ chắc chắn là nhiều chị thích rồi. Thì dòng kẻ này là cái dòng kẻ còn nó đẹp với các chị. Đấy, chốt đơn cho em là gì? Em không chỉ nói một cái. Em thường là không. A20 xe lò chị Mồng Nhung. Màu đẹp. Chị Thu Long Trần. Chắc chắn là màu này nhiều chị em thích bởi vì là dòng kẻ búp bê gì. Bao giờ nó cũng hot. Bao giờ nó cũng hot. Máy lò sâu ở trong ấy, bây giờ em bán hết rồi. Bây giờ xe mò chị Ngô Vân. Chị nào mà có con mắt tinh tường các chị lấy mẫu này. Mẫu này đẹp. Không em không vào chống nắng nam. Hai này cũng có nhưng mà em không làm. Tại vì em chỉ muốn chuyên môn và một chuyên môn thôi. Chứ đơn cho em á là gì? A20. Có ML các chị nhá. Mua được hai cái này thay đổi và các chị chắc cả lọc hết. Bởi vì là các chị nhìn cái đường chỉ thôi ấy. Nó khác rồi. Nhá. Cùng là may ạ, cùng nên lấy một cái áo. Nhưng các chị nhìn cái đường chỉ con này các chị đã thấy khác. Mặc cái này nó các chị ạ, hai thằng mỗi thằng một đầu kéo cũng không sợ nó bị rách. Rồi cái hàng kia mong manh dễ vỡ như gọi là quả trứng gà. Nhẹ tay cũng vỡ rồi, chạm vỡ rồi các chị. Cũng rách rồi, nó thẳng luôn. Chốt đơn cho em hàng này là gì? A20. A20. Nhá, siêu nắng, đấy. Siêu nắng, chống nắng cho các chị em 300.000 đồng. Giá niêm yết là 1.250.000 đồng. Được chưa? Nhìn tem này. Nên là chị em cố gắng. A20 size L cho chị Nguyễn Tuyến. Kèm mã và kèm số thoại cho em liền lá. A20. A20. Đúng rồi. Siêu rẻ luôn. Mình mua tận 750.000. Chả thế. Nói chung 750.000 còn chưa chắc đâu chất này đâu. Vì cái giá này này nên biết là 1.250.000 đó. Nhá. A20 size M cho chị Nguyễn Nhật Minh. Đẹp size L chị Minh Tài. Đây này, em nhìn này, cho các chị nhìn này, đường may của cái này, nó bận như này nhá, đấy, nó bận như này này, chứ không phải là chạy theo cái kiểu là làm cho nó qua loa, qua quýt cho mình. Về các chị nhìn cái đường chỉ nó nhá, nhận lại xong nhớ feedback cho em đấy. Chốt đơn cho em hàng là gì? A20. Thế, chỉ có M và L thôi, kể mã hàng em lên cho các chị một hai mã thôi, thôi. Mấy mẫu đẹp thôi, rồi vì mai mai các chị muốn mua là không có đấy, khổ lắm. Đấy, cho em cái con đen này xong đấy chứ.
với cạnh những người. Cô cái này nặng nhỉ? Sao L nó nặng thế? M nên nó nặng rồi. L nó càng nặng mà XL nó càng giá mà. M 5-7 cái thôi có chưa? Chị làm hoa này thì được nhá. A20 size L chị. Có nhìn thấy chị Hải Lê mà. Trả lê đọc cho em. À chị không có mình size đúng không? Hay là không thấy? Ờ à, chắc chị không chia sẻ nó ẩn đấy. Chị Thư Thư rồi. Chị Lê Thị Duy chốt xong đọc. Nãy giờ chị cũng thấy như thế. Bởi vì chị thấy nhiều comment mà em không thấy luôn. Thế chị Thư Thư cũng không thấy này. Chị ấy cũng thế. Không hiểu sao thế. Hay các chị không chia sẻ nhưng nó không nhìn thấy. À. Cái này nó màu đen hay màu xanh than được không? Màu đen. Màu đen à? Trên nhiều nhiều quá. Tại vì là cái chất này chất tuyết tuyết đi các chị. Chất tuyết 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 đi. Nên là nhìn nó khó nhìn lắm. Nó mịn nhé. Nó mướt vần mượt vần mượt vần mượt luôn ý. Như mâm con mèo con. M-L. Có sai gì hết? M-L. Có mỗi M-L. Wow, màu này thì đẹp này. Sang lắm, sạch lắm. Hàng đắt tiền nó thật với các chị là đỉnh luôn. 300 nữa chị nhá. Mê ly chưa? Một lớp cái này nó bằng 5 lớp cái kia mất. Chốt đơn cho em á, này là gì? A2. A2. Còn M và L. M là lên cho em mã này là A2 và kèm số điện thoại. XL em chỉ còn một mã chứ, còn một vài cái hết lên. Đây. XL em chỉ còn đúng mấy chiếc thôi. Chị nào lấy chốt nhanh nhé. Còn mỗi mấy cá size XL của mã hàng A16. A16 á. Đấy. Sau rồi đích đích gấp lại luôn các chị thật. Nặng không gấp lại được nó dáng dài. Nhìn các chị nhớ chất đường. Giá 1.250.000. À, cái này em có size XL nhưng màu rất là đỉnh luôn. Chốt đơn cho em là A16. A16 em có 3-4 cái size XL của cùng thôi. Chốt đơn cho em á, A16 và kèm số thoại cho mình đây. Đấy, còn mỗi size XL có 3-4 cái đó, chị nào size XL cố gắng. Đây là A2 ạ. A2. Chị Giang Tô kèm số điện thoại vào giúp em đi ạ. A2 xe mở chị Bình An. Xe mở chị Thanh Hải Trương. A16 XL chị Hương Lê. A16 XL chị Thúy Nguyễn. Đẹp, màu này đẹp. Màu này đẹp, sao? Nó sạch nhỉ. Cái chất này thì không sợ rồi, bởi vì nó mướt lắm các chị. Nó mướt mượt luôn. Mướt lắm ý. Ok này, chị Đào Loan này. À không có XL đúng không? Em có nhìn thấy chị ở Nguyễn Thị Long không? Lấy đây, thế thì để chị làm cho. Hay là như bên này nó chưa vào sao? Đây là A mấy? A2. A20 qua rồi à? A16 CXL chị Bùi Tuyết. Xem màu cho chị này là 5. A gì? A gì đấy? A16 CXL chị Nguyễn Ngọc Ly. Đấy, lấy đâu cho em á hàng là? A2. A2 nhanh em có sale. Chị còn M và L thế ạ. Sẽ váy cho các chị á. Chốt đơn cho em chỉ còn M và L thôi ạ. Chỉ còn M L thôi các chị nhá. A16 A6XL chị Trần Trinh. A16 CXL chị Hoa Vũ. CXL chị Thoa Cao. A2CL chị Huyền Trang. 300 cái áo này. Má hàng cho em Huyền là. Đây cái này có mũ xanh mờ. No, đấy, còn cọc đấy, chị cho em. Nhà bên đâu đi. Đây đây, nào bên đâu. Đây. Mà cho các chị luôn. 5 cái nhiều rồi. Màu đẹp nhưng mà chỉ có sân màu thôi nhé. Hết hàng luôn. Cho thử xem có cái mẫu đâu. A3. Thử nhiều đây nhé. Có. Sân màu. Cứ lần lấy lên. Đấy. Chúc mừng chị nào được nhé. Đen. Nâu. Đây là màu đâu đây, màu đen đấy. A16 CXL chị Cường Hằng. Đen nâu. Cái đấy nhé. Là màu gì của chất sao nhỉ. Dày dã man còn nhà. Chốt đơn cho em á này là gì? A3. A3 có mũ size M nhé. Chúc mừng chị nào.
chỗ rồi 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 vào nha. $300 một cái. Hắn đồng tiền bát gạo quá trời ơi. Có mỗi size M à? Size M. À, em nhận đâu cho 5 chị size M. 5 chị cuối cùng size M. Chốt đơn cho em hàng là gì? A3. A3. Không đẹp trả lại em nhá. Chỉ sợ không mua được thôi. Có tiền mà không mua cái này thì quá phí. Em chả biết đâu. À, màu đen. Nó vôi vò nhưng nhìn nó cứ nâu. Kiểu kiểu đấy. Nhưng em còn phải hỏi lại đây. A3 size M chị Thảo, Thanh Thảo phun theo. Má à, cho em này là A3. A3 và kèm số cho chị. A3 size M cho chị. Có mỗi M thôi, hết rồi. Có mỗi M thôi. Cho chị đúng không? Anh Lê. Anh Lê một cái này. Thanh Thảo phun theo. Thanh Thảo này, cho chị Liên Mập này, cho chị Hoa Vũ này. Chị gì đấy? Jin Nguyễn này. Má à, cho Miền. Còn à? Có đi còn 5 cái. 5 cái rồi đúng. Còn 5 cái. 5 cái. A3 xem mở chị Phạm Hiền. Cho chị Phạm Hiền 5 cái. Cho chị Bình An này. Nhá, có chưa? Bình An này. Đấy, Hoa Vũ Liên Mập. Bây giờ đi. A3 xem mở chị Thanh Hương. Cho chị Thanh Hương rồi, cho chị Liên Mập. Còn 1 cái thôi. Còn 1 cái thôi, có chưa? Hết mã này rồi. Nhìn vẫn nâu nhỉ. Như này, màu vàng đen. A3 xem mở chị Hà Nhâm. Chị hết. Lông hồng kèm sớm tại vào duyên kìa. Rồi các chị sao váy chưa? Còn chị nào chưa mua được không? Tại vì nó còn toàn lẻ thôi. Em thử xem ra mà tìm nó nào. Chị đặt thử ra xem rồi. À đấy. Cô còn mỗi màu nào, chị cho em một cái. Cho chị một này. Đấy, em mới đi lật tung nhà này mới được mấy cái đấy các chị. Hết rồi. Áo đi nắng size L Huyền. Chị ơi, cứ có một mã nào cho Huyền nhá. Rồi, size mã này. 70 cân không còn size của mã A3 đâu. Này con giặc của wow. Không phải. Mã trong mà. Ở trong ấy chị ơi, đây này. Em vừa nhìn thấy có một cái mã sai ở trong ấy. Đấy đấy đấy. Ờ, có sạc, đẹp nha. Toàn mẫu thương hiệu đẹp quá lắm anh. Có sai gì đấy ạ? Mà là mấy cái thôi đúng không? Thì mà khách quen này. Ủa, nhìn về các chị nhìn cái chất nhân. Em nói thật mà, không thể nói điêu được. Nó cứ tuyết hoài đẹp chưa. Nhà có mấy chiếc thôi, chị làm nhanh tay là có mỗi M và L à? Em thấy chị Liệu Hải Trung Tân. Tại vì bây giờ mạng Facebook nó cứ bị ẩn ý. Mà hôm nay thì em lại bóc bớt cái tương tác lại để cho nó các chị khách quen mua thôi. Các chị nào nhìn thấy giờ này mua thôi chứ không có làm rộng quá các chị. Vì hàng nó có ít ý. Này là A15 ạ. Chị nào thực sự muốn mua thì hãy mua. Bởi vì hàng này nhà em vẫn đang nóng cho khách buôn á, cái gì á. Chất đơn chai má hàng là gì? A15. A15, thế nên bây giờ nó lẻ hết rồi nữa chị này. Không còn nữa. A15 thì còn xe M và xe L thôi. Còn mỗi M là M em mặc là rộng với các chị nhá. Vậy màu đẹp không? Nhìn này. Cho chị nào có con mắt nhìn nhá. Má hàng cho em nhìn là A15. A15 xe L chị Đào Loan. A15 xe L chị Hoa Mộc Lan. Ô đẹp. Mọi người quá đẹp luôn. Nếu mà có xe S thì vứt cho cháu. Không có hả? Sắp có. A15 xe L chị Nhàn Nguyễn. Mặc xong nhớ em luôn. Xe L chị. Mỗi lần đi lắng là nhớ Nguyễn luôn. Xe L chị Huệ Lê. Xe L chị Thanh Hương. Xe L chị Biên Nguyễn kèm xuống tại chị cùng một chồng vào Duy em vậy ạ. Xe M chị Quyên Đoàn. Xe L chị Cường Hằng. Nó tao biết rồi. Xe L chị Vũ Hải Ân. Phải với chiều nay đi. Xe L chị Tiết Đinh. Nhận là xe M chị Hoa Dương Rồng. Này chị nào có con mắt nhìn cố gắng. Xe L chị Lan Trần. Xe L chị Nhã Phùng.
Xe L chứ... Cô thể bắt được, tôi cho một cái tiếp cho cái lẻ không ạ? Xe M chứ Lưu Hải Trung Tân. Ở đây. Xe M chứ Trường Hoa đâu ạ? Xe L chứ Huyền Trang. Xe L chứ Linh Lưu. Mẫu cái đẹp là cái chị này. Xe M chứ Huyền Nguyễn. Xe L chứ Diệp Thúy Đình Thủy. Đẹp không? Xe M chứ Thanh Hải Chương. Các chị ơi, đây là lúc khóa đấy các chị nhìn này. Xe L chứ Hoa Xuân Dấu một cách tuyệt vời mặt trời. Có 300 nghìn đồng một chiếc. Em nói thật đấy, các chị vứt hết thì sao là không chứ mặc chỉ cần một hai hai cái này thôi, hai cái này thôi hoặc kể cả nếu không có điều kiện một cái thôi đặt liên tục, hôm nào không có thì chị mặc sang cái kia thôi, còn nếu có hai cái thì các chị đổi được. Mặc cái này thôi đảm bảo bởi vì là năm nay kiểu gì cũng trời cũng nắng kinh khủng luôn ý, không thể nào mà nắng ít được với cái giá mỏng kèo kia không ăn thua nổi, không ăn thua nổi. Nên các chị mặc những cái dòng dày này đi đấy. Chỉ cần đi nắng có một tiếng đồng hồ thôi mà không quá chống nắng dày thì thôi coi như là bánh bay mất gọi là thời gian các chị chăm sóc da. Thật đấy. Nên là em hãy dành thời gian để thay vì các chị suốt ngày để ý đến da rẻ thì các chị cứ mặc cho em cái áo chống nắng thật dày như này đi. Mà nó mát lắm. Đây nhờ. Đẹp nhờ. Muốn mặc là 9 cái. Tại vì nó lẻ rồi các bạn đóng buôn hết. Những cái mẫu nào mà chạy là nó không có size đâu các chị. 15 size L cho bình thường. Mẫu nào mà chạy là không có size. Nên các chị cứ nhìn những cái mẫu như này hết size là các chị đủ biết. Size gì nhỉ? M L. A bao nhiêu? A 15 có 300 nghìn đồng một chiếc. Nhìn nào đẹp không? Để các chị mở hàng đang chị phê lắm ý. Xong lại bảo Huyền ơi chị nhận áo rồi cho chị mua thêm một cái nữa thôi. Bớt ăn bớt tiêu đi thật. Thôi ví dụ mà thấy em nay cái hai cái váy mình cũng thích lắm nhưng thôi cái váy mình không có thì mình vẫn có cái khác thì mình mặc được rồi. Thế lúc nào có lấy lương thì mình mua cái khác sao, còn mình mua dành hai cái này bởi vì là có phải mua cái này là mấy năm trời ấy, không phải mua lại nữa. A 15 còn có mấy cái màu nữa, còn có mấy cái xanh màu đó hết hết là còn mấy cái L thôi, thế còn mỗi cái size L thôi, thế còn mỗi size L thôi các chị ạ. Một cái xanh màu em mặc là hết. Ủa? Đây sao gì? Đây là thế thì còn một cái xanh màu và bốn cái xanh L nữa. Em chào chị Phạm Phùng. Nhớ là hết. Sợ về cái chất. Sợ luôn. Nặng. Dày. Mà nó tại vì nó tuyết lạnh ý. Nên là không bị lạnh. À, nó không bị nóng. Nói cái này có mấy cái thôi. Chỉ cái xanh L. Chín cái xanh L cho chín chị. Wow. Duy nhất 9 cái size L cho 9 chị. A12. A12. A15 size L cho Phương Nguyễn. Nào, chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em nhanh nhanh hết này các chị ơi. Mã đây cho nó A12 ạ. À? A12. Thì A12. Chỉ còn size L thôi ạ. Mỗi size L. Thôi thật đúng là cạn lời. Không biết nói gì luôn thật. Mã là cái gì là A12. Cạn lời luôn. Màu đẹp kinh khủng mà xuất sắc, xuất sắc, xuất sắc luôn. Chất đơn cho em mã là gì? A12. A12. Chị ơi không cần phải đổi đâu. Chị mặc váy như nào? Ví dụ size M chuẩn M nhá, kích. Với cái size M kích nhá là 55 cân thì chị cũng không cần phải đổi. Lấy chuẩn M cho em đi. A12 size L. Bởi vì cái này nó có giá nữa, mặc đẹp đi cho em để nó tôn ba đường cong của mình. Mặc váy như giống như cái váy ấy. Nhá không cần đổi. 63 ký mặc size cho em ít là đừng đổi. Nếu mà mặc rồi tối nhà Huyền lắm mà em cảm ơn chị nhưng mà tốn cái này chính đáng lắm chị. Chính đáng lắm đấy các chị nhìn này. Chốt đơn cho em hàng này là gì? A12 ạ. A12 cái này không có A12 size L chị Đào Bùi. Chính đáng lắm này các chị này. Hàng thế này cơ mà 300 mà trong khi giá của nó 1.250.000 đồng ấy các chị. Nhá. Chốt đơn cho em hàng là gì? A12. Các chị. A12 size L chị Huyền Trang. Size L chị Đỗ Hằng. Ok này, cho chị Đào Bùi 3 cái rồi này. Còn có mấy cái nữa nhá. Cho chị Hoa Sương Rồng 1 cái này. Dạ, không đổ nữa, đúng là không đổ nữa bởi vì là gì? Em mặc size S, em thử cho chị size S em vừa phải giữ mấy cái. A12 size L chị em không giữ thì em cũng không có hàng đâu có chị L, L chị Thanh Duyên. Đây em mặc size S nhá. Vừa rồi em mặc size M đúng không? Chị tưởng thế đúng không? Thì em sẽ mặc size S chuẩn cho các chị xem này. A12 size L không cần đổi Hải Ân. Mình thích mặc size nào là mình lấy size đấy váy để cho đẹp. Cái này là mặc dáng nó dáng như dáng váy ấy các chị thì nó đẹp lắm. Đây, em mặc ép nha. Thế này thì là mình sẽ nhìn thấy nó đẹp này, mà nó co giãn nhìn chưa? Nên là đừng đổi làm gì.
Nếu các chị mặc như nào được cứ thế mà lấy cho em liền. Nó ôm và cái chất này nó sẽ ghen cái phần bụng cho các chị, nó làm eo của mình nó nhỏ các chị. Gọn, mặc váy nhưng nó phải siêu gọn. Được chưa, em cao 1m57 ạ. Được chưa nào? Chứ đừng lấy dòng nghe em. Được chưa? Với cái dòng mà cái chất nó kim cương ấy hoặc là mấy cái chất mà kiểu như là bình thường em hay bán cho chị sang 100.000 đấy. Đấy, thì là cái chất đấy là nó gì ạ? Nó các chị mặc nó béo nhá, nó bị béo người. Và đặc biệt nữa là nếu các chị mà mặc căng quá thì đường chỉ nó bung hết ra. Còn cái này cho hai người mỗi thằng một đầu, căng thoải mái cho em, không có bung. Bung em trả lại tiền mà. Được chưa? Bung em trả lại đấy. Thoải mái mà. Nên là đừng lo. Bởi vì đây là u mì rất dày các chị nhá, rất dày luôn ý. Nó bằng 3 cái chống nắng bình thường. Một cái này bằng 3 cái chống nắng bình thường các chị mặc. Nghĩa là lồng 3 lần vào là 6 lớp thì mới bằng được cái này. Được chưa nào? Mát cực kỳ chứ không phải nóng đâu. Nên là mình cứ cố gắng mà mua. Chốt đơn cho em á. A12 có một bộ size L rồi. À còn một cái size L cuối cùng nhá. A12 là hết luôn. Này. Được chưa? Hết luôn size váy nhá. Còn chị nào nữa không? Hết rồi chị Hạnh Ngọc ơi. Size L này theo như công ty báo là đến tận 70 cân đối với người Việt Nam. Đối với người Việt Nam là 70 cân. Ôi ôi, cái kia này tí ra mất thì thấy đâu chết. Đấy là mất luôn. Đi nắng cho nó đỡ khổ. Em cũng có mấy cái rồi nhưng mà mỗi nó cũ rồi. Thôi đổi mối mới, mốt mới cho đẹp. Cái màu đen cho kia còn mấy chiếc rồi. Cô cho nốt đi, hết. Cái này 21 bán nhiều mà. Đây là, thế à, 21 bán rồi à? Còn 2, thế cái này thôi. Ờ còn 2-3 cái, cái này chị nào lấy chốt nốt này. A12 còn không? A12 hết rồi. Hết rồi. Thế còn 1-2 cái ML. Cái này còn ML, còn 1 cái còn 2 cái thôi, các chị chốt nhanh nhá. Tại vì em bán rồi, bây giờ nó sót xuống dưới, tưởng nó chưa bán này. Mã này là A21 ạ. A21, chị yêu nào lấy chốt nhanh cho em mã hàng là A21. Em mặc luôn cho mình nhé. Rõ ràng các chị không lôi được, không gấp được lại đẹp như đầu đâu. Thật đấy, không gấp lại được ý. Vì cái này có phải mình chuyên đâu. Em gấp váy được ạ, gấp áo được ạ, gấp quần được. Đấy, gấp áo mưa được, nhưng cái này gấp lại nó không cho lại vào cái bóng. Nó dày quá. Không phải là mình không biết gấp mà gấp lại. Toàn lấy từ bóng thôi. Không hiểu sao thế. Cái người mà cho được cái hàng vào cái bóng thật là giỏi luôn. Nhà em cũng đâu có phải là không làm hàng này đâu. Đây hàng bao nhiêu? A21 ạ. 21 này. Đẹp không? Mê ly chưa? Chốt đơn cho em á là 21 nhanh em chuyển sang váy đấy. Chuyển sang váy luôn, cấp tốc với các chị. 21 xe mở chị Dung Nguyễn. Cái có mấy cái thôi nhá, cái này 21 là hết rồi. Tại vì lật trong cùng mới được mấy cái đấy. Không có 2X đâu. XL thôi. Cái 68, 69 cân rồi. Là em bao chắc chắn vừa. Còn từ 68, 69 cân, 70 cân. Không, cái sao váy thôi. A12. Là cái gì đấy? A21 chị Nguyễn Thắm ơi kèm á, kèm chúng ta. Tại vì chỉ còn ML. ML 21 xe lở chị Nguyễn Thanh Hoa. Không có số tài. Em đọc mà không có số dài nhắc, không nhắc các chị mai sao lấy được. 21 xe mở chị Phạm Phương Thảo. Thanh Hoa kẹp số dài nhé. Xe lở chị Hà Lê. Rồi qua nhé các chị nhé. Em sao bắt đầu xong váy thôi. 21 xe mở chị Quyên Đoàn. Đọc 21 xe mở chị Hoa Vũ. 60 cân xe lở vừa không vừa. Nếu chị thích hay rộng hẳn ra thì chị hay lấy cái size kia. Còn theo em ý, mà cái hàng này để cho nó đẹp nhá, bởi vì nó co giãn thoải mái lắm, co giãn mạnh mà chất rất dày nên mình mặc vào cho nó ôm bụng cho nhìn nó đẹp. Ai vô em chỉ có mờ vào hách dáng các chị, gọi là hách dáng đấy các chị, đừng mặc để nó xồ xề, dù làm áo chống nắng thì chống, cứ mặc gọn cho em. Còn đấy là tùy theo em thôi ạ. À. Mà em là thuộc vào người cũng gọi là tư vấn rất là chuẩn, rất là sát thì em toàn bán là công sở mà. Ai mốt xe lở chị Thúy Phạm, xe mở chị Nguyễn Thắm, xe lở chị Phạm Phương Thảo, xe lở chị Nguyễn Thanh Hoa. Có nhỉ? 20 xe lở chị Thư Thư. Hay là chị bảo ok em lên cho chị mã nữa. Xe bên đi đi qua. Nó lên cho mình nữa cho các chị. Em cũng đang muốn lên xe váy rồi đấy chứ, tại vì các chị cứ đòi ấy. À cái này thì bởi vì là các bản nó đặc biệt quá. Nó thuộc vào nhóm hàng đặc biệt các chị. Nó đang nhìn. Nó có thời gian cho này. Đấy, hết rồi này. Còn mấy cái, còn mấy cái nữa các chị. Hết. Đúng rồi. À đây có sạc rồi. Có sạc rồi. Em đi rồi. Không phải. Nhìn ở trên này.
Nên bán rồi còn sót mấy cái cho nốt cho hết. Có 20 cái gì em không nhớ đâu, chị Hải Tư. À chị Thư Thư Hải Lê. Qua rồi không nhớ. Ok chị đang theo rồi này. 21 size L rồi này. Đây đây này. Đây bên đi của chị đây. Với lại cho em một cái mã nào. Đây cái này còn mấy cái này. Nốt luôn. Lè là hết. Từ mai muốn mua là chả có hàng mà mua nữa. Đây. Mẫu này nhá, em nói con. Size L chị Thanh Thanh. Con cái chị luôn. Ok chờ làm con cái chị luôn. Mà làm con gì cũng được nhá. Cái này là nhà em Huyền, bản thân em Huyền được tặng ngay cái đầu tiên từ rất lâu rồi. Của chính hãng luôn. Của hãng này luôn ấy. Đấy, bởi vì cái đợt làm áo mưa từ rất lâu thì nó được tặng. Siêu đẹp luôn mà đi ra chợ 100 người hỏi. Nhà em có bán không? Hoặc là nhà cháu có bán không? Đấy cho cô một cái. Thật đấy. Có chứ, chị Huế Trần. Ai cũng hỏi luôn. Nhưng mà toàn nói không đâu, bởi vì em rất không thích khi mà mùa dịch phải đến nhà nhiều. Còn đến nhà nhà em này, nếu mà đứng tròn ấy, mà nhân viên nhà em phải chờ, phải tính tiếng ấy, tính thời gian ấy, là em thì sẽ phải bán không phải giá như thế này. Thành ra là các chị nên cố gắng dành mua ở trên livestream là tốt nhất. Đây là mã hàng dây huyền lá. A19 ạ. A19, đẹp lắm. Đưa chị mừng cái mã của em. Còn mỗi M với L. Ừ, thế còn mấy cái thôi nhé. Đó chị, tiến lại gần, đứng xa không nhìn được này. Nhìn hàng đi các chị ơi. Về các chị mở, bóc cái túi bóng ra nhé, kiểm tra hàng ấy. Các chị sẽ nhìn kỹ cho em về cái chất. Nó mỏng đâu, nó đều thôi. Các chị hoàn hàng lại cho em. Được chưa? Cho em mã là A19. 300.000 đồng giá limit là bao nhiêu? 1.200.000. Ờ, 1.250.000. Đấy, chốt đơn cho em mã hàng ha. A19. Đó là mẫu em đang dùng nhá. Đẹp lắm ấy các chị, đẹp lắm. Chị trung tâm kèm số điện thoại trên cùng một dòng. Cái mẫu này nó sang, nó sạch với các chị, nó đẹp. Được chưa? Các chị cứ mặc còn tiền ra chốt đơn cho em hàng này. A19 ạ. Hai mực chỉ có màu vàng vàng không, em có đây. Cái này có sai mà là. Cái này là hết S rồi đúng không? Hết. Cái này có sai gì đấy? Mà là. Cái này có một cái sai đó. Đây là A19. Các chị ơi có điều kiện cứ mua hai cái thay đổi. Vứt những cái dòng bình thường đi nhá. Vứt những cái dòng bình thường đi. Mình mặc cho em cái này cho sướng đời này. A19 size L chị Khánh Vân, size L chị Hương Thảo, size M chị Liệu Hải Trung Tân. Kiểm tra và giúp em vậy ạ. Mã hàng cho em là A gì? A19. A19 có M hoặc L các chị nhá. Có mình mã hàng cho em. A19 size M. 1.250 sale có 300 thôi các chị ơi. 300.000 đồng một chiếc nhá. Chống nắng u mì tuyết lạnh các chị. Chất u mì tuyết lạnh. Nghe của em nhá. U mì nhưng không nóng vì nó là dòng tuyết lạnh. Tuyết lạnh là về các chị nhìn nó như cái bông tuyết, như cái tuyết nó nổi lèo nổi lên đẹp cực, mướt mà mượt đẹp. Xe mở gì Phùng Phương. Ừ. Em còn mấy cái sót này các chị lấy nốt cho em á là gì? A19. A19. Rẻ không? Quá rẻ bởi vì cái dòng nó là cao cấp đây mà cái hết cho các chị xem này. Cái này nãy báo nhân viên giữ lại đây. Em giữ là 3 cái rồi các chị. Cái này nhưng mà bây giờ em chỉ còn ML thôi nhá, tại vì có mỗi cái S thôi. Mà em đóng hàng cho khách rồi. Cái này size S thì em chốt rồi nên là thành ra các chị không được chốt nữa. Còn size M và size L. Cái mẫu này thì siêu sang, lúc đầu nhìn trong túi thấy bình thường. Mặc lên phát là thôi xong. A19 size L chị Hoàng Thị Ngọc. Đấy em mặc S này các chị này. Đẹp không? Nên các nghe em nhá, đừng có mặc rộng. Cái gì em cũng khuyên các chị là thôi cứ lấy rộng ra một tí. Nhưng cái này nếu các chị mặc size nào các chị cứ lấy y vào cho em hiền. Thậm chí là gì? Những chị nào sát nút cân được các chị lấy cho em. Không có lo, em mặc em này, đẹp, gọn, sướng cực, nhìn người nó đẹp ấy. Ngực căng, nhìn cảm giác là không bị bụng, không bị lộ bụng, nhìn nó gọn người cực, hết cái dáng cho mình. Ví dụ nhìn size XL nhưng mặc áo chống nắng của nhà Huyền xong ấy, cảm giác chỉ mình nó thuộc size L thôi, không bị béo người các chị nhá. Nên là rất là đẹp, nhìn nó gọn cực, đấy, nó ôm một cái phần eo các chị này, đẹp lắm. Nhìn mặc cái váy trông nó sang, à, nhìn cái áo trông nó sang, đây là mã áo. Mã gì nhỉ? A10. Em còn M và L. Hết hàng rồi các chị yêu à. M, L nhá. Chốt đơn cho em là gì? A10. 300 A10. Nhanh em còn chuyển sang váy đây. Nên đơn giúp em là A10 và kèm số điện thoại ạ. Đẹp lắm mọi người ạ. Hàng này. Nhìn tang là các chị cố mà mua nhá. Riêng nhìn cái này là cố mà mua đây. Em đang mặc là S này. Nhìn thấy chưa?
Đây là mã hàng hả? A10 con ML. A10 size L chị Thúy Quỳnh Hoàng. Đây là em giữ lại. Size L chị Huyền Trang. Size L chị Hà Nhâm. Size M chị Nguyễn Xuân Thúy. Size M cho Hà Nhâm. Chứ đừng thấy em mặc size M vì nó không có size S nên em phải mặc buộc vào size M cho chị với khách hàng. À nhỉ, nhân viên đóng hàng cho khách mua. Size M cho Khánh Nguyên. Bán cửa hàng là gì? Toàn 8900 đấy các chị. Chị Lê Thị Trung kèm số điện thoại. Chị mua xe thì em gửi về xong bán toàn 8900 thôi. A10 size M cho Mai Minh Hoa. Giá của nó là 1.200.000 này. Chị Lê Phương Thảo kèm số điện thoại. Chị nào mà mua một cái vào đấy là được chiết khấu phần trăm. Và số có 8900 một cái. Được chưa, mà em bán cho chị 300. Em mua Huyền quá sướng. A10 size L chị Hà Phan. Mặc như váy mà. Thật. Như váy thôi. Sướng cục. Eo đẹp, ngực đẹp này, các chị mặc áo chống nắng mà không có thấy vùng luôn. Không thấy vùng chỗ nào. Sướng đời. Chốt đơn cho em hàng là gì? A10. Còn một cái size L cuối cùng. Và còn mấy cái size M nhá, chị nào lấy chốt đơn. Má và kèm số thoại, má và kèm số thoại. Được chưa? Chị Trung này, chị Phương Thảo. A10 size L, chị Thoa Cao. Hết L rồi đúng không? Ừ. A10 size M, chị Nguyễn Huyền. Đấy, em mặc S đấy nhá, cũng đẹp lắm. Nên là mặc chuẩn size, đừng có lấy dích size. Còn tùy mình thích thì mình nhích size. Được chưa? Ví dụ trong trường hợp mình không có S thì mình buộc phải lấy M thôi. A10. Hoặc mình thích cái màu đấy là size M thì lấy size L. Vì em cũng thử cho chị hai size liền luôn. Chứ không phải là không. Được chưa? Và mặc đẹp lắm. Cái này của nhà em nhìn nó các chị mặc như váy luôn. Như chiếc váy đẹp luôn. Sướng. Hỏi em chỉ có size á? M. M. Có 5 cái size M. A10 size M cho Bảo Trân Vũ. Hết rồi các chị chỉ có size M thôi. Cái này màu. Size M. Bỏ sang bên thì các bạn đã gấp, các bạn cất đi khỏi tìm luôn. Đó, bây giờ nha, tắt line này. Xong chưa? Em còn mấy đấy? 4 cái à? 4 cái size M cuối cùng. M cho chị Khánh Nguyên. Còn bố cái xe mở nhanh nhanh em còn làm xong váy đây. Chị yêu là lấy chốt đơn nhanh cho em mã hàng là gì? A10. Nhanh em tắt xong này em vào váy cho các chị.